Ngày 8 tháng 3, đây là ngày của tất cả chị em phụ nữ trên toàn thế giới. À, nói chung cũng như là chị em ở đất nước Việt Nam và đặc biệt là trong phòng dung của chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng, mỗi chị em là một bông hoa rực rỡ với hương sắc khác nhau và các chị em đều tỏa sáng trong môi trường nêu mây cũng như là trong gia đình là những người phụ nữ rất là quyền lực và thực sự là những cái người mẹ, người vợ trong gia đình là những người rất là tuyệt vời. Vâng, và hôm nay em rất là cùng với em Lưu Huệ rất là vui khi được đồng hành cùng với lại các cô, các chị ở trong phòng dung và chúc các cô, các chị có ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và nhận được nhiều cái niềm vui trong cái cuộc sống ạ và thành công hơn nữa trong môi trường nêu mây. Vâng ạ, thì hôm nay chúng ta sẽ được giao lưu với ban lãnh đạo thực sự là rất là tuyệt vời mà chúng ta đã được ít nhiều chúng ta đã được biết đến ban lãnh đạo. À, đó là ba nữ tướng thực sự là em Alan rất là ngưỡng mộ và cả em Lưu Huệ cũng như là hệ thống Lai Châu rất là ngưỡng mộ các chị khi các chị đã trong cái chuyên đề này đó là kiến tạo doanh nhân Alpha đúng không ạ? Đây là chuyên đề rất là ý nghĩa trong cái ngày 8 tháng 3 này. Vâng, chúng ta sẽ được tọa đàm và được giao lưu để chia sẻ cùng với lại ba lãnh đạo ba nữ tướng ở trong môi trường nêu mây. Thứ nhất đó là lãnh đạo Trần Duyên, lãnh đạo Ba Sao Vàng đến từ thị trường Hà Nội. Thứ hai đó là lãnh đạo Thúy Nhường, lãnh đạo đạt cấp bậc là 2 sao đến từ thị trường Xuân Trường Nam Định. Và thứ ba đó là lãnh đạo Nguyễn Thị Vi, chị Vi rất là yêu quý đến từ thị trường Hà Nội. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho ba chị hôm nay sẽ chia sẻ trong phòng dung ngày hôm nay ạ. Vâng, chúng ta có thể chat lên phòng chat dãy số 9 để chào mừng các chị sẽ bắt đầu chia sẻ ngay ngay, ngay sau đây ạ. Vâng, xin mời MC Lưu Huệ. Dạ vâng, thật là tuyệt vời ạ. Vâng, cũng là buổi tọa đàm, nhân buổi tọa đàm ngày hôm nay thì xen kẽ chương trình sẽ là buổi vinh danh các nhà phân phối đạt danh hiệu xuất sắc và đạt thu nhập cao trong tháng 2 năm 2022 của E10G23. Và chương trình vinh danh này, vậy xin phép được để đến phần cuối của chương trình để chúng ta có thể hồi hộp. Chúng ta có thể gọi là chứng kiến cùng với lại toàn bộ chung vui cái niềm vui của những nhà phân phối đạt được những danh hiệu xuất sắc trong tháng 2 năm 2023. Và vâng, và để mở đầu chương trình tôn vinh tọa đàm người phụ nữ thì sau đây vậy xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Vi sẽ lên chia sẻ với chúng ta về những cái tâm huyết của cô khi mà trong cái cuộc sống hàng ngày và cái giá trị của cô khi cô đem lại một cái giá trị về sức khỏe, về cơ hội kinh doanh và rất nhiều những vấn đề khác có liên quan. Trong đó chúng ta phải tự hào rằng là phải nói rằng là nữ chiến binh Alpha đúng không ạ? Không quản ngại khó khăn khi mà chúng ta vượt qua những cái khó khăn đó, vượt qua để chúng ta có những thành công. Vậy xin trân trọng kính mời cô Vi lên chia sẻ cùng phòng Zoom hôm nay ạ. Đủ ăn thôi, cái đâu có phải giàu làm nông, cái đâu ra có phải giàu. Xin chào các cô chú anh chị em nhà mình. Thực ra thì Vi cũng chưa phải là người thành công trong kinh doanh lắm đâu anh chị em, mà chỉ là thành công trong cái việc sử dụng sản phẩm. Cái điều đấy thì Vi khẳng định là rất thành công luôn. Bởi vì là mình thấy là mình thành công trong trong việc mà khi sử dụng sản phẩm ấy thì thấy là thực sự là khâm phục bản thân mình anh chị em ạ. Nếu mà mình không khâm phục bản thân mình thì mình không cố gắng vượt qua được, mà bởi vì cũng cố gắng vượt qua cho nên cảm thấy là mình tự hào được là nhà phân phối của công ty Neomix. Vừa rồi thì các anh chị em đã thấy là Vi có tên đầy đủ rồi, nhưng mà chắc là tuổi thì Vi cũng xin giới thiệu lại một chút để cho anh chị em biết hơn về Vi. Năm nay là Vi đã bước sang tuổi 58, sinh năm 1964. Anh chị em nhìn hình ảnh Vi ở đây thì nghĩ là Vi bao nhiêu tuổi ạ? Ví dụ như là ở đây có rất là nhiều anh chị em chúng ta ngồi đây, nhưng rất nhiều anh nam. Vi đã nhìn thấy có nhiều anh nam. Nếu như bình thường anh em nhà mình mà nhìn Vi bên ngoài thì anh em đoán là Vi năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Chả ai nghĩ, nếu như không nhìn thấy cái mái tóc bạc đúng không ạ, thì không ai nghĩ là Vi 58 tuổi đâu. Bởi vì là có một em làm thợ xây,
Dạ vâng, cô chị Bảo Khuê cho em xuống đến 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 trẻ đến lên đến 6 tuổi. Vâng, cảm ơn nha chị Trần Thị Thuần cho là năm 45 tuổi. À, có một em xây dựng tuyệt vời quá em à, bảo rằng là chị ơi sao mà em đợt này em thấy nhìn thấy chị lại trẻ hơn so với cách đây hơn 3 năm à, thì vậy cách đây hơn 3 năm mà lại còn trẻ hơn anh chị em ạ, là quá tuyệt vời. Mà Vi điều đầu tiên đó là Vi phải biết ơn những quý nhân đã mang cho Vi sản phẩm. Mà đến bây giờ học nhiều rồi Vi mới cảm thấy là biết ơn ông chủ tịch tập đoàn và công ty tập đoàn New Mix Việt Nam, và những có những cái sản phẩm tuyệt vời cho chúng ta. Mà Vi thì sử dụng nhiều lắm anh chị em, Alpha Recording in progress. Vi sử dụng cả Imifort lọ kháng thể, lọ dẫn xuất tế bào gốc là Colostem, thế rồi lọ coenzyme Omega Q10. Và có một đợt Vi cũng sử dụng lọ cái lon SD2 kết hợp với lại lon sơ, mà chúng ta gọi là sơ đấy, nó gọi là tối đa sơ, tiếng Anh nó gọi là Fibromax. Thế mà Vi cũng thử sử dụng một một cái lọ gọi là Carbo mà dành cho người tiểu đường, mặc dù Vi không bị tiểu đường. Và Vi đã thử sử dụng cái lọ đấy bởi vì là bố mẹ Vi là bị tiểu đường. Và nhiều nhà phân phối hay nhiều khách hàng của Vi là hầu như mọi người xương khớp tiểu đường. Thì Vi cũng đã sử dụng một lọ thử xem thế nào. Thế thì thực sự anh chị em thấy là sản phẩm nó tốt quá anh chị em ạ. Nên là bản thân Vi là Vi tự dưng thấy là ngày trước mà nhìn thấy Vi cách đây hơn 3 năm mà chị em nhé, hai cái mép này nó lõm sâu xuống này, hai cái má này nó sệ xuống, và nhìn nó thật là anh chị em già lắm. Có lần mà Vi mới ra viện, Vi chống cây gậy để tập đi ra chợ ở gần nhà đây ạ, thì có bà bảo năm nay bà bảy mấy rồi, trời đất ơi anh chị em ơi, thế thì có thấy đau lòng không anh chị em ấy, thế mà bây giờ nó lại vui như thế này, đó là do sản phẩm. Hôm nay giao lưu với anh chị em chúng mình thì nói thật là Vi rất là mong muốn là không biết là nói những cái gì, bởi vì nhiều điều muốn nói quá. Có lẽ là về kinh nghiệm kinh doanh thì Vi chưa có nhiều, và có lẽ đường đời thì so với nhiều anh chị em ngồi đây thì kinh nghiệm trải nghiệm đường đời thì Vi trải nghiệm nhiều, kinh nghiệm nhiều. Cuộc sống của Vi từ bé đến lớn là đều rất là vất vả lắm luôn anh chị em. Và Vi có nói với các con Vi là mẹ đã từng ở đáy của địa ngục, bây giờ không có một cái gì là mẹ không trải qua được. Thế thì khi mà Vi được cải từ hoàn sinh trở về, và nghĩ sau khi ra viện là nghĩ là mình không thể còn sức được như thế này, không biết là mình còn sống được bao nhiêu ngày. Thế nhưng mà sau gần 2 tháng thì các quý nhân cho Vi sản phẩm, và đến giờ phút này thì Vi là một nhà phân phối mà nói thật với anh chị em là cái tâm thái của Vi thì luôn luôn mình ví mình như một con cá hồi lội ngược dòng anh chị em ạ. Và sẵn sàng học tập. Vi nghĩ rằng là khi đặt viên gạch đầu tiên vào kinh doanh cùng với lại công ty New Mix Việt Nam, Vi chẳng biết gì về kinh doanh anh chị em ơi, mà đặc biệt là kinh doanh hệ thống. Nếu như kinh doanh truyền thống thì có thể là Vi cũng biết một chút, Vi nghĩ nó dễ, nhưng mà dễ cũng không phải là dễ đâu anh chị em. Nhưng mà khi kinh doanh hệ thống thì Vi nghĩ là mình chẳng biết tí gì thì mình nên cắp sách đi học thôi. Và Vi lên công ty, đi cùng anh chị em lên công ty học. Sau giờ đó là Vi cũng mang sách, mang vở, đi đến các cái điểm bao ổn. Đi xa hàng chục cây anh chị em không có ngại gì cả, thích lắm. Mà khi đi học thấy những thủ lĩnh trẻ mắt đào tạo một cách say mê và tâm huyết, thì thật sự là Vi ngưỡng mộ họ vô cùng luôn. Và Vi nghĩ là rồi mình cũng sẽ được như họ. Thế thì là anh chị em ạ, đến bây giờ thì Vi nghĩ là Vi còn học rất là nhiều, mới đi được một bước đầu tiên trong 10 nấc thang của công ty New Mix Việt Nam. Vi nghĩ là có rất là nhiều điều để muốn nói. Nhưng mà hôm nay sau khi được nhận cái poster mà thủ lĩnh Hoàng Hương và thủ lĩnh Lưu Huệ gửi cho đấy, mình cứ như trẻ lại anh chị em ạ, cứ như cái hồi còn đang đi dạy học ấy. Nó một cái tâm thái háo hức vô cùng. Bởi vì là những ngày còn đang dạy học là Vi, thứ nhất là Vi làm công tác đoàn này, sau đó là chủ nhiệm hơn 20 năm. Và thường cũng đã từng là tổ chức mùng 8 tháng 3 cùng với anh chị em giáo viên, và tổ chức mùng 8 tháng 3 kể cả ngày mùng 9 tháng 3 cho học sinh chủ nhiệm. Anh chị em biết không, thế gian của chúng ta ấy, nó gồm hai nửa, nó là nữ và nam. Ấy vậy mà tại sao người nữ mới có một cái ngày vinh danh? Thế hôm nay Vi thử hỏi là lý do vì sao mà lại có ngày mùng 8 tháng 3? Nếu anh chị em nào
Nếu biết được cái lịch sử của ngày 8 tháng 3 quốc tế, ngày quốc tế phụ nữ, anh chị em đăng lên phòng chat số 1 cho Vi xem có bao nhiêu người biết được lịch sử ngày 8 tháng 3. Đã, mời anh chị em ạ. 10 giây, anh chị em thử nhấn lên phòng chat cho Vi xem là có bao nhiêu anh chị em ngồi đây biết được lịch sử ngày 8 tháng 3. Nó lịch sử hay lắm anh chị em. Vâng, chắc chắn thủ lĩnh Mai Lan thì thực sự là đúng là thủ lĩnh Mai Lan là biết rồi. Bởi vì là một người cũng làm công tác đảng thì là phải rất là rõ về lịch sử ngày 8 tháng 3. Ô thế anh chị em ơi, mới có một người biết đấy ạ? Mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều người biết đấy, đặc biệt là nam giới sẽ biết rất là nhiều. Vâng, thế thì với ngày 8 tháng 3 anh chị em ạ, đây bạn Lưu Huệ thì có câu hỏi là muốn là Vi chia sẻ. Anh chị em muốn nghe lịch sử ngày 8 tháng 3, có muốn nghe không ạ? Nó hào hùng vô cùng anh chị em. Mà ngày xưa khi Vi còn nhỏ, bắt đầu lên tuổi thanh niên biết được đến ngày này á, nó cảm thấy vô cùng tuyệt vời anh chị em. Vâng, thế Vi xin chia sẻ một chút thôi anh chị em. Cái hồi mà ở bên nước Mỹ anh chị em ạ, của thế kỷ là 19, thì anh chị em biết rằng là cái chế độ mà tư bản. Vâng, cảm ơn bạn nhà phân phối Kim Vân của E10G23. Tư bản Mỹ họ phát triển vô cùng cường thịnh luôn. Thế bây giờ thì họ bắt đầu thành lập là vì cuộc cách mạng công nghiệp của họ phát triển quá. Họ thành lập rất là nhiều nhà máy, và đặc biệt lúc bấy giờ ở Mỹ thì ngành dệt và ngành may nó vô cùng phát triển. Và bấy giờ thì anh chị biết là ngành dệt ngành may thì chủ yếu là phụ nữ rất là nhiều, có đúng không ạ? Nhưng mà với cái quan niệm cũ của họ, đó là người đàn ông là cái người mà gần như 3/4, một phần thế, phần thế giới là 3/4 thế giới. Cho nên là cái người đàn ông lương rất là cao. Và người phụ nữ thì ngoài cái việc gia đình ra thì đến cái việc xã hội, đúng không ạ? Giao lưu bên ngoài, đối nội đối ngoại. Xong rồi lại đến việc công việc ở nhà máy. Họ làm không những chỉ có là gì 12 tiếng đâu, mà có những người phải làm 16 tiếng. Và khi về đến nhà thì mệt mỏi vô cùng tận luôn. Nào là chồng, nào là con, nào là việc nhà, đủ thứ việc đè lên vai người phụ nữ. Mà bây giờ không làm gì có máy giặt anh chị em, không có máy rửa bát, không có máy giặt, và rất là nhiều cái dụng cụ hay cái máy móc để mà tiết kiệm sức lao động cho người phụ nữ. Cho nên là với cái sự mà căm phẫn với cái chế độ bây giờ, thì riêng hai thành phố Chicago và thành phố New York, bây giờ chúng ta, ngày xưa người ta gọi là New York, thì bây giờ chúng ta nghe rất là dễ tai, đó là New York. Hai thành phố này thì công nhân họ quyết định đoàn kết với nhau, họ đình công. Và đặc biệt là công nhân ngành dệt và ngành may của hai thành phố Chicago của Mỹ và thành phố New York của Mỹ, họ đình công vào đúng một cái ngày mà anh em chị em biết là ngày 8 tháng 3 năm 1899 tại Mỹ. Thì đó là của thế kỷ 19, cuối thế kỷ 19 anh chị em ạ. Thế mà chúng ta thấy là khi mà họ đình công như vậy thì một loạt các nước tự dưng là họ có một cái trào lưu là trở thành những cái người phụ nữ dám hy sinh cho quyền bình đẳng. Thế là ở bên Ba Lan và nước Đức là hai cái nước mà họ cùng thấy một cái điều vô cùng đúng, đó là các nước bấy giờ tư bản thì cái sự bóc lột, cái sức lao động của người phụ nữ nó quá ghê gớm, đồng lương thì quá rẻ mạt, làm việc thì lại quá thời gian rất nhiều, trong khi đó thì họ không được bảo vệ. Thế nên là khi mà phụ nữ ở hai thành phố này họ liên kết với bà Clara Reskin của Đức và bà Laura Luxembourg của Ba Lan, họ đã liên kết với hai bà này, và hai bà này cùng với lại phong trào phụ nữ của hai nước Đức và Ba Lan kết hợp với Mỹ thì bắt đầu là nổi dậy rất là nhiều cuộc gọi như là nổi dậy của phụ nữ để đòi cái quyền bảo vệ cho phụ nữ trẻ em này, đều đòi quyền lợi làm ngang bằng nhau, trả lương bằng nhau và giảm giờ làm đi. Thế thì sau đó thì họ kết hợp với anh chị biết ông có kết hợp với ai? Anh chị biết ông Lenin không? Vladimir Ilyich Lenin ấy. Ông Lenin là cái người mà đã gì nhỉ? Tổ chức ra cuộc cách mạng tháng 10 vĩ đại. Và bây giờ chúng ta nói tới chủ nghĩa Mác Lenin thì trong đó là ông Lenin. Thì vợ của ông Lenin đã kết hợp với lại hai bà Clara Ruskin và bà Laura Luxembourg cũng với những cái người mà phụ nữ tiêu biểu của Mỹ, và họ đã quyết định là chọn một cái ngày 8 tháng 3 năm 1910. 3 năm trước đó thì họ liên kết với nhau, và đến năm 1910 thì bắt đầu có một đại hội quốc tế phụ nữ của khối xã hội chủ nghĩa được thành lập, đã được là gì ạ, tổ chức tại Copenhagen của nước Đức. Và sau đó thì họ quyết định là lấy cái ngày 8 tháng 3
là ngày quốc tế phụ nữ, với một cái mục tiêu đó là gì ạ? Đòi giảm giờ làm này cho phụ nữ này, đòi tăng lương cho phụ nữ, và giảm giờ làm là chỉ có 8 tiếng thôi này, và đòi tăng lương và được trả lương đều với nam giới, và đặc biệt nữa đó là đòi quyền lợi phải được bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Và sau đó thì ngày quốc tế phụ nữ 8/3 ra đời, và nhất loạt các nước trên toàn thế giới cũng được là gì ạ? Đồng loạt ủng hộ cái việc đó. Và đến bây giờ thì Việt Nam chúng ta cũng có ngày 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì anh chị em có thể thấy là chúng ta có vinh danh là người mẹ Việt Nam anh hùng, có đúng không ạ? Thế và cái ngày mà chúng ta vẫn nhớ đến đó là ngày 20 tháng 10 là được chọn ngày phụ nữ Việt Nam. Thì cái ngày đó thì chắc là chúng ta sẽ lại có những cái tổ chức riêng. Nhưng ngày hôm nay là 8/3, anh chị em biết là một nửa thế giới là chúng ta. Một nửa thế giới nó như những cơn mưa, những làn gió mà làm cho sa mạc nó hết khô cằn. Cho nên là một nửa thế giới, khi mà trong tiếng Anh, anh chị em nào học tiếng Anh thì biết, người ta gọi là cái phần lớn hơn là phụ nữ và cái phần nhỏ hơn là đàn ông. Ví dụ gọi ông xã thì là smaller half, mà gọi bà xã là bigger half, tức là cái phần lớn hơn anh chị em ạ. Thế thì khi mà nói tới người phụ nữ, họ quá vất vả việc nhà, họ quá vất vả việc xã hội. Ấy vậy mà tại sao vẫn cho có những người phụ nữ thành công, vẫn có những người ra ngoài xã hội làm đình làm đám luôn, nổi danh luôn, quản lý tổ chức các cơ quan xí nghiệp, rồi có thể có những phụ nữ trở thành những doanh nhân nổi tiếng. Việt Nam ta có những doanh nhân nổi tiếng thế giới, đúng không ạ? Ví dụ như là anh chị em biết là chủ tịch mà công ty bay Vietjet ấy, nổi tiếng thế giới. Thế thì chúng ta thấy nhiều lắm. Nhưng mà trong công ty Nipic Việt Nam của chúng ta thì bản thân Vi chỉ là một cái hạt cát rất là nhỏ và đang lớn dần lên và đang cố gắng trở thành một viên cát to hơn một tí, và nó có tính chất là rắn chắc hơn một tí. Và với cái tinh thần mà kỷ luật thép với bản thân thì Vi cố gắng quyết tâm để học hỏi từ các anh chị em, mặc dù rất là yếu trong cái về vấn đề về doanh số. Nhưng quan điểm của Vi là vừa bán hàng và vừa tuyển dụng, vừa xây dựng hệ thống. Giống như Vi đang xây dựng những viên gạch đầu tiên cho một cái gì ạ? Một cái công ty của riêng mình. Và những viên gạch này nó sẽ được xây dần lên, trở thành cái bao tường, trở thành những ngôi nhà. Và Vi tuyển dụng vào đó những người làm bảo vệ cho doanh nghiệp của Vi. Có thể có những nhà phân phối mà họ có những cái sức bảo vệ hệ thống của Vi rất tốt. Ví dụ như nhà phân phối Liêm Chính, chắc chắn họ bảo vệ. Mà muốn được những nhà phân phối thế thì mình cũng phải như thế. Cho nên Vi đầu tiên là Vi phải cố gắng làm sao mà Vi cũng phải là một cái hình mẫu cho cái hệ thống của Vi. Và Vi cũng sẽ học những hình mẫu ở trong hệ thống của Vi, từ dưới Vi trở xuống Vi cũng học họ. Và anh chị em biết không, khi mà mình học hỏi từ nhau thì chắc chắn là mình sẽ lớn lên. Và Vi rất là muốn chia sẻ với anh chị em một cái hình ảnh này. Hôm nay Vi cảm thấy cái hình ảnh nó quá hay luôn anh chị em này. Anh chị em có thể thấy một cái hình ảnh mà nó tượng trưng cho cái bài thơ. Để anh chị em xem cái hình ảnh này hay lắm. Vi rất là muốn là chia sẻ với anh chị em. Không biết nó đâu rồi. Hình như đây. Đây anh chị em ơi. Đấy. Anh chị em có nhìn thấy không ạ? Và ở bên trên có một cái câu là 1, 2, 3, rồ, đúng ạ. Và chúng ta thấy là đều là những người phụ nữ. Có thể anh chị em ngồi đây có thể nhìn thấy bà đồng bằng, có thể bà vùng cao, có đúng không ạ? Có thể bà ở miền biển đấy ạ. Hoàn toàn không có gì nhỉ, không có một chút gì là trẻ trung. Chúng ta thấy là những bàn tay đưa ra đều là những tay là của những người già. Có thể đây là những nữ tướng của chúng ta từ những cái thời chống Mỹ, chống Pháp. Và đến bây giờ họ trở về, họ vẫn vui vẻ với cuộc sống rất là lạc quan như thế này. Thì Vi tặng anh chị em cái bài thơ rất là hay mà Vi đã gửi lên cái nhóm của thủ lĩnh Ngọc Ngân, là cái nhóm mà giám đốc chuẩn đấy ạ. Đây là 8/3. Cái 8 này là cái 8 mà viết chữ anh chị em nhé, chứ không phải là số 8 anh chị em ạ. Bởi vì phụ nữ là rất hay đi 8 chuyện, đúng không ạ? Đấy, 8/3 ngày 8 của đàn bà, lại rủ cùng nhau múa hát ca, cô dì thím cụ vào đây cả, chú bác anh ông đứng cách xa, nâng ly cục chén này cho đã, dọn dẹp lau nhà để ông nha. Phụ nữ quanh năm làm việc quá, vui chơi một bữa có sao mà,
chúc mừng ngày 8 tháng 3 chị em già trẻ 23 dô nào. Đấy, anh chị em có thấy bài thơ với cái hình ảnh này có thấy tuyệt vời không anh chị em? Và nếu anh chị em cảm thấy cái bài thơ đấy với cái hình ảnh này mà nó khuấy động cái phong trào của chúng ta về tinh thần, đúng không ạ, về tâm thái, về cái sức chiến đấu của chúng ta, thì mời anh chị em cho chúng ta ở đây số 5 đi ạ, vì rất là thích số 5. Số 5 tức là sinh lão bệnh tử sinh, rất là hay, vì rất là thích số 5 anh chị em ạ. Vâng, chắc chắn anh chị em sẽ thấy cái số 5 này là rất là tuyệt vời, mà hình ảnh này dù già vẫn là chiến binh được, dù già nhưng mà hình ảnh của các cụ, các cô, các dì, các thím ngồi đây vẫn là tinh thần của những người mà trẻ mà họ kiên cường, là tinh thần thép, truyền cho chúng ta những cái tinh thần vô cùng tuyệt vời khi chúng ta là chiến binh. Cho nên là đối với những chiến binh Alpha ngồi đây, có những người có thể là hôm nay mới vào như Vi, nhưng mà tin chắc rằng kể cả chúng ta có đến già như thế này thì chúng ta vẫn có tinh thần giống như thế này anh chị em ạ. Đấy, và bây giờ Vi xin phép là bỏ cái chia sẻ màn hình này, và mong rằng là anh chị em cũng hiểu được cái tâm tư của Vi. Và cũng xin nói thế này, không biết là anh chị em, Vi có lẽ là Vi chắc là chia sẻ được khoảng 15 phút đúng không ạ? Thì không biết anh chị em nghĩ nào, nhưng mà Vi từ hồi nhỏ ấy đã được bố mẹ, ông và các ông các bà trong họ, của các bác các chú uốn nắn như là thời Khổng Minh ấy. Thế thì anh chị em có thấy cái thời cái ông về đạo Khổng ấy, thì họ cần người phụ nữ có những tiêu chuẩn gì ạ? Anh chị em có thể nhắn lên trên phòng chat xem là những người phụ nữ thời ngày xưa mà theo đạo Khổng thì cần có những phẩm chất gì ạ? Anh chị em Vi để cho mới về. Vâng, chính xác đấy ạ. Ôi dồi, thầy giáo Lưu Huệ tuyệt vời quá, rất là nhanh, công dung ngôn hạnh. Vâng, đó chính là cái bốn cái người ta gọi là cái tứ đức của người phụ nữ. Thế thì Vi cũng được dạy như thế, cho nên là từ bé cho đến lớn có một cái tâm nhịn rất là tốt, mặc dù rất là nóng tính nhá. Vi không phải là cái người mà không phải là không nóng tính đâu, mà ở nhà thì bảo Vi rất là nóng tính, bởi vì khi mà có cái chuyện gì nó không hoàn toàn đúng với lại gia đình thì Vi sẵn sàng nói toạc móng heo, nói rất thẳng luôn, nói mà nói bộc trực lắm, rất trực tính luôn, nói xong là thôi, có khi sáng nói xong trưa, có khi chiều Vi lại quên đấy, kiểu như thế. Vi rất là dễ bỏ qua, rất là dễ quên đi, cho nên trong cuộc sống nó có những cái nó quá quá là kinh khủng, vất vả cực kỳ, nhưng mà Vi vẫn cứ trong lòng có thể là héo nhưng bên ngoài Vi vẫn cứ phải vui. Nói thật với anh chị em là cái công dung ngôn hạnh thì chúng ta đều biết rồi, nữ công gia chánh, người phụ nữ phải biết thêu thùa đan lát, phải biết làm cơm nước dù không ngon nhưng mà phải biết là bữa cơm đấy, ví dụ chồng đi chợ về mà nấu cho mình ăn nó có mặn một tí cũng đừng có ngồi chê, hay là phải thương người nhà đi chợ mua từ mỡ rau con cá mang về nấu cho mình, khi mình chẳng hạn như là có công việc bận bịu đi dạy học về đến nhà ngồi ăn mình phải khen vô cùng luôn, đúng không ạ? Thì trong cái công đấy nó có cả một cái sự là chỉn chu của người phụ nữ trong gia đình, mà nữ công gia chánh là nó nhiều thứ lắm anh chị em, người ta chỉ mong ở gia đình thôi. Thế nhưng mà chắc chắn là trong cái thời đại 21, thế kỷ 21 này nó sẽ khác đi một chút. Nhưng mà lát nữa Vi sẽ hỏi các anh chị em một câu xem anh chị em trả lời sao nhé, có thay đổi giống không ạ? Thế còn dung là gì ạ? Đây như Vi, anh chị em có thể nhìn thấy khuôn dung tươi tỉnh, thế là dung đấy ạ. Chứ không phải nhất thiết chúng ta phải là quá đẹp, hay là xua phải đánh phấn, rồi gì nhỉ? Phải làm đủ thứ, phải mặc thật đẹp, phải làm đủ thứ cho mình thật đẹp lên, nhưng mà đẹp mà chỉ bên ngoài, bên trong không đẹp. Cái dung ở đây nó là cái đẹp anh chị em ạ, đẹp từ trong ra ngoài. Đấy, người ta cần cái đó. Mà bên ngoài thì phải khuôn dung tươi tỉnh, về nhà thì có vất vả đến mấy thì cũng phải như cái lạt mềm buộc chặt người chồng, người con, phải làm sao mà mình vẫn phải khuôn dung tươi tỉnh. Đấy, ngôn thì lời nói cũng thế, nó phải mẫu mực, nó mang tính chất tình cảm, tình yêu thương, lòng biết ơn, sự cảm ơn. Ví dụ như là về nhà mà chúng ta có thể thấy là con nó chỉ cần là đặt những cái đôi dép nó ngay ngắn ở cửa, hay là nó quét nhà, dọn nhà, hay là người chồng có thể là tắm cho con, dạy con học, hay là có thể nấu một bữa cơm khi mà mình chưa về kịp để đợi mình về ăn, cả nhà ngồi ăn chẳng hạn, thì mình phải biết cái trân trọng, mình biết ghi nhận những cái chia sẻ, những cái tình yêu thương của người chồng,
hay của những người con hay của bất cứ một ai trong gia đình phải có những cái lời hay, lời hay ý đẹp để làm đẹp lòng những người trong gia đình. Thế còn cái hạnh thì tất nhiên Vi nói chỉ ngắn gọn một ít thôi, chứ còn nếu mà rộng ra thì rộng mất thời gian lắm anh chị em. Thế còn cái hạnh thì tất nhiên rồi, người phụ nữ phải đức hạnh. Ví dụ mà đã có gia đình thì phải giữ gìn trong gia đình mình một vợ một chồng, không thể mà đi ra ngoài mà quan hệ ngoài luồng để đánh mất cái hạnh phúc của gia đình mình. Hạnh phúc gia đình mình nó vô cùng quan trọng. Như với Vi thì Vi quan trọng nhất là số một là gia đình. Vi đã đi làm dạy ở cả những cái trường cao đẳng, trường trung cấp, đi làm trên bộ, bắt tay cả bộ trưởng, đi lên trên sở làm, rồi kể cả mình đi làm rất là nhiều nơi ở các trường. Thì có những chị mà hiệu trưởng hỏi Vi là: em ơi, em làm công việc tốt như thế này thì với em cái gì là số một? Thì Vi chỉ có trả lời là: chị ơi, với em gia đình là số một. Em ra khỏi cổng trường thì em gác lại toàn bộ, trả lại hết cho chị. Còn bắt đầu bước ra khỏi cổng trường là tất cả lúc đấy chỉ có về gia đình thôi. Cái tâm hồn lúc đấy chỉ có gia đình thôi. Đấy. Và người phụ nữ thì là giữ lửa cho gia đình. Có những cái cơ cực vất vả đến mấy mà nói thật với anh chị em là phải cố nhịn. Bản thân Vi là cuộc sống rất là khó khăn anh chị em, nhiều lúc cơ cực vô cùng luôn. Mà nếu ai hiểu được hoàn cảnh của Vi thì sẽ thấy là có những người thương lắm. Vi biết có rất là nhiều người thương Vi. Và nhưng mà những cái lúc mà trước mặt mọi người thì Vi cứ cười vui thôi, mặc dù trong bụng héo héo hon ấy. Thế nhưng cái khóc ấy thì một mình ngồi khóc, và có thể là đi ra một cái chỗ khác cách nhà, ngồi ở một cái chỗ đấy ngồi thiền và ngồi khóc ở ngoài nào. Thì đấy là một cái mà Vi được có một người em nói với Vi là có lẽ là tại vì chị cứ nhịn nhịn và chịu đựng nhiều quá, không biết chia sẻ ra, cho nên nó bị tâm bệnh. Và vì thế nó cứ dồn nén không biết bao nhiêu năm trời, 33 năm để dạy học. Thì khi về hưu thì bắt đầu Vi bị rất là nhiều chứng bệnh, nó dồn lại và đến lúc đó là bị nhồi máu não anh chị em ạ, liệt nửa người luôn. Mà năm 94 là Vi bị ngất trên bụng giảm, lúc bấy giờ con gái đầu mới được có 3 tuổi. Và nói thật với anh chị em là khi đi khám thì người ta bảo là thiểu năng bành tinh. Thế xong rồi là nó cứ theo đuổi đến tận những năm sau này, cứ thấy thỉnh thoảng lại khó thở tức ngực. Những cái cơn khó thở tức ngực đấy là phải cấp cứu và rất là hoảng sợ. Thế rồi là sau này thì xương khớp và nhiều vấn đề khác mà anh chị em có thấy là thỉnh thoảng Vi cũng chia sẻ trên YouTube đấy. Thế thì là với cái cuộc sống như thế, nhưng tại sao mình cứ phải cố vượt qua? Bởi vì Vi giữ lại những cái mà cha ông, cha mẹ, ông bà, chú bác dạy mình. Là thứ nhất là mình luôn luôn không phải nói ra, hôm nay mới Vi mới được nói đấy ạ. Chưa bao giờ Vi nói cái điều này ra bên ngoài. Đó là luôn luôn ngữ trong tâm mình niệm cái bốn cái từ công dung ngôn hạnh. Và không biết, Vi hỏi anh chị em là không biết đến bây giờ là năm 2022, chúng ta đang ở thế kỷ 21, mà Vi thì sinh ra và trải qua tuổi thơ của 2020 là thế kỷ 20, của năm những năm 19 bao nhiêu là của thế kỷ 20. Thì không hiểu là bốn cái từ công dung ngôn hạnh này, cái tiêu chuẩn này nó có còn đúng với lại thế kỷ 21 không anh chị em? Nếu anh chị em nào cảm thấy nó đúng với thế kỷ 21 thì anh chị em nó có còn giá trị không? Anh chị em có thể cho số 2, cho số 2 lên phòng chat của Vi được không ạ? Để Vi xem là có bao nhiêu anh chị em đồng cảm với Vi cái điều này. Ngày mai mùng 8 tháng 3 rồi. Và có lẽ là cái quan điểm của Vi nó hơi cũ kỹ một tí, thì mong các anh chị em thông cảm. Đấy, nhưng mà Vi tin là vẫn có người đồng cảm với Vi. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là có 3 người, 4 người, phải không ạ? 4, 5 người đồng cảm với Vi cái điều này. Và Vi rất là cảm ơn các chị em, chúng ta là phụ nữ, luôn luôn trong tâm mình âm thầm nghĩ đến cái công dung ngôn hạnh, đúng không ạ? Và nếu người phụ nữ luôn luôn trong tâm niệm một cái điều là công dung ngôn hạnh, để chúng ta sống, ta cư xử trong nhà, ta cư xử với họ hàng, ta cư xử với gia đình nhà ta, rồi gia đình nhà chồng, và cư xử với xã hội như cơ quan mình đang công tác. Ví dụ như trong trường học của Vi cũ này, rồi đến sở này, rồi đến bộ này, rồi đến tất cả những nơi bên ngoài, anh chị em đồng nghiệp, với cả học sinh. Vi học được từ học sinh rất là nhiều, mà chính từ học sinh mà Vi tìm được ra được những cái cách để dạy học, cách đối nhân xử thế. Đấy, nhiều lúc mình cũng thất bại trong cái kinh nghiệm của mình lắm chứ anh chị em. Người giáo viên mà những ai đó nói có những lúc mà mình luôn luôn thành công là không bao giờ có đâu anh chị em. Người giáo viên phải có nhiều lúc thất bại thì mới thành công được.
bất cứ nghề nào cũng vậy. Cho nên là rất may mắn là khi Vi bước sang kinh doanh hợp tác cùng công ty Niêm yết Việt Nam thì Vi thấy là những cái giá trị đạo đức cũng như những cái giá trị về chuyên môn, về ngoại giao, về sự phát triển, về sự mạnh mẽ, về sự học tập, về cái sự nhận lỗi, sự cảm ơn, vân vân, tất cả những cái điều đó Vi đưa sang công ty Niêm yết Việt Nam thì Vi thấy là nghề giáo sang đây rất đơn giản, mặc dù là vẫn phải học rất là nhiều, vẫn phải vượt khó trải nghiệm và vượt khó rất là nhiều. Vi thấy thời giai đoạn mà Vi làm từ tháng Giêng năm 2020 đến giờ, và đến mà năm ngoái đã mở 2 sao nhưng Vi không khóa được 2 sao, Vi cũng không buồn anh chị em ạ, bởi vì Vi nghĩ là cái việc chúng ta giữ được bản năng của một con người sống có tử tế, chúng ta giữ được cái một cái từ là con người, cái phần người nhiều hơn phần con, ta sống hết sức tử tế thì chắc chắn là khi chúng ta sang kinh doanh ta cũng sẽ được như thế. Và hôm qua thì Vi có giao lưu với anh chị em mình cũng trên phòng Zoom này, và Vi thấy là các anh chị em ở trên vùng cao như là bạn Giàng A Của đã kinh doanh thực sự là tâm huyết. Vi sống 7 năm trên Hòa Bình, sống với người dân tộc Mường, có cả dân tộc Mán đen, Mán đỏ anh chị em nhé. Thì Vi thực sự là lúc đấy Vi sống nó thật vô cùng tận. Đến khi mà về, quay trở về Hà Nội, nhiều lúc mà có người còn bảo chứ mày cứ thật như thế thì về sống làm sao được, ở ở dưới Hà Nội như mình bây giờ họ sống nghệ thuật lắm, họ phải có cái cách mà quyền chuyển chứ bây giờ mày cái gì mày cũng cứ thật quá. Thế thì Vi thấy đúng như thế thật. Thì về Vi phải học rất là nhiều, học rất nhiều trong những cái ứng xử anh chị em ạ, trong những cái giao tiếp, để mình quay trở lại thành con người mà mình lại là người vô cùng rất là cầu toàn. Vi thì thường là hay nghĩ đến những cái lớn để mình làm, thế nhưng cứ dần dần thì Vi lại biết quan tâm tới những cái nhỏ hơn. Mà bây giờ thì mình lại là một người mẹ và lại là thay thế một người chồng, là một người cha, vừa là đàn ông vừa là đàn bà anh chị em ạ. Trong một nhà, nhiều lúc mà nếu như chồng Vi không mất mà anh ấy còn ấy, thì bây giờ Vi nhàn lắm. Nhưng mà Vi bây giờ vừa làm bố vừa làm mẹ, vừa làm ông vừa làm bà. Thế thành thử là học rất là nhiều cái cách mà phải cư xử của người đàn ông anh chị em ạ. Cho nên là anh chị em mong mong rằng là chúng ta quan tâm tới người chồng, người cha, những người em cha, anh trai trong gia đình của mình, những cái một nửa và là một phía nam giới, bởi vì họ cũng vất vả lắm. Vì khi mà còn dạy học ấy, Vi tổ chức mùng 8 tháng 3 cho con gái, và ngày mùng 9 tháng 3 Vi quy định cho các lớp Vi chủ nhiệm là tổ chức cho ngày nam giới, bởi vì một nửa thế giới là nam giới, một nửa thế giới là nữ giới. Nếu như không có người đàn ông thì không có người đàn bà. Theo như đạo Thiên Chúa Giáo, Vi một nửa là người của Thiên Chúa Giáo và một nửa của người đạo Phật đấy ạ. Mẹ Vi là người theo đạo Thiên Chúa, còn cha Vi là người theo đạo Phật. Đấy, thế thì Vi nghĩ là cái này này, theo đạo Thiên Chúa là người ta nghĩ là Chúa nặn ra người đàn ông, xong nó bẻ cái rãnh xương sườn thứ bảy để nặn ra người phụ nữ. Thế là trái đất nó nở hoa, nó không còn lạnh lẽo nữa. Cho nên là gì? Người phụ nữ nó như cái cây leo anh chị em. Người đàn ông nó như một cái cây cổ thụ, như một cái cây to nó sừng sững giữa trời bão. Còn người phụ nữ như là cây dây leo ấy, quấn quýt vào cái người đàn ông và tạo thành một cái gì ạ? Một cái khối vững chắc, yêu thương, đoàn kết và gắn bó vô cùng. Cho nên là anh chị em mình hôm nay ngồi đây cho Vi rất là may mắn được chia sẻ đầu tiên, và Vi cũng sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của các anh chị em trong buổi Zoom hôm nay. Và với những cái trải nghiệm gì của Vi, kinh nghiệm gì của Vi mà có được thì Vi sẽ chia sẻ với anh chị em. Còn riêng trong kinh doanh, để nói tới doanh số, thì Vi là người chưa phải là có nhiều doanh số. Có những cái tháng Vi còn không cần phù hợp cơ anh chị em ạ. Bởi vì Vi không xác định là phải chạy theo doanh số, cũng không xác định chạy theo danh hiệu, mà Vi xác định là xây dựng cái hệ thống. Những năm đầu tiên có thể là không có hoa hồng, và kể cả thậm chí âm, nó gọi là lỗ vốn đấy anh chị em. Vi sẵn sàng như thế luôn, nhưng Vi vẫn làm việc vô cùng tâm huyết và nhiệt tình và say mê như một thủ lĩnh. Bởi vì đã một ngày Vi là tuyến dưới rồi, chắc chắn từ bây giờ về sau mãi mãi cả đời là Vi sẽ là tuyến trên. Vậy đã là tuyến trên, là một leader, thì mình phải là sống, làm việc và ngoại giao với tư cách là một thủ lĩnh. Ở trong nhà cũng phải là một thủ lĩnh, để các con nó phải khâm phục về mình. Đấy, thế thì xin nhường lời lại cho MC. Vi chỉ nói tới cái điều này, và luôn luôn tinh thần chiến binh alpha trong mọi công việc, trong mọi công việc trong cuộc sống. Vâng,
Xin nhường mic lại cho MC xinh đẹp và các anh chị em có thể hỏi những gì mà Vi biết được thì Vi chia sẻ ạ. Mai Lan ơi, Huệ ơi. Vâng, em xin cảm ơn rất là nhiều phần chia sẻ cực kỳ năng lượng của chị Vi. Thực sự là em không biết là bao giờ em mới được có được cái năng lượng, một phần năng lượng của chị Vi như vậy. Vâng, em cảm ơn chị nhiều nhé. Vâng, chị Vi chia sẻ thực sự là với những cái kiến thức của chị, kể cả về lịch sử nữa, chị chia sẻ cái lịch sử của ngày truyền thống quốc tế phụ nữ quốc tế 8 tháng 3. Đấy. Thì thực sự là cái này thì chúng ta cũng có thể là người ta đã nghe rồi, đã biết rồi, nhưng mà một lần nữa thì trong phòng Zoom này rất là đặc biệt thì chị lại ôn lại cái truyền thống lịch sử của ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, đúng không ạ? Đó là đòi tăng lương, giảm giờ làm và ngày làm việc 8 giờ, đúng không ạ? Phụ nữ có quyền bình đẳng. Đấy, vâng. Đấy, chúng ta chỉ cần nhớ như vậy thôi, còn nó rất dài, chúng ta có thể tra Google. Vâng ạ. Thì cái game trong cái nội dung chia sẻ của chị Vi thì chúng ta thấy là có những cái gì mà chúng ta cần hỏi, cần chị Vi giải đáp, thì ta sẽ mở mic và chúng ta sẽ giao lưu một chút đối với chị Vi, bởi vì là sau cái nội dung này thì chị Vi sẽ giao lưu ở cái nhóm của chị Vi. Đấy, nên chúng ta tận dụng cái thời gian mà chị Vi đang có mặt trong phòng Zoom này để ta đặt những câu hỏi đối với chị Vi ạ. Vâng, em mời cả nhà, cả nhà ta bật mic để ta giao lưu với lại chị Vi ạ, rất tuyệt vời ạ. Ai muốn có năng lượng như chị Vi thì chúng ta sẽ giao lưu ạ. Năng lượng là đồng nghĩa với lại chúng ta có ngân lượng, đúng không ạ? Ta phải có năng lượng như chị Vi thì chúng ta mới có nhiều ngân lượng ạ. Vâng, em xin mời các anh các chị, đặc biệt hôm nay ưu tiên cho các chị. Vâng, thưa cháu xin phép tôi hỏi trước vậy. Cô Vi à, vâng. Cháu xin phép hỏi cô một câu. Và trước khi hỏi thì rất là chân thành cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng tâm huyết của cô. Thật là tuyệt vời ạ. Đã. Cảm ơn cô đã cho chúng cháu biết được là cái lịch sử của ngày 8 tháng 3 cũng như là các cái giá trị của một người phụ nữ. Ở đây không nói là theo nghĩa mà mọi người hiểu khác nhé, có nghĩa rằng là như cô nói là công dung ngôn hạnh ấy, đó là những cái tiêu chuẩn, xin lỗi, đấy là cái tiêu chuẩn của người phụ nữ mà thời xưa đấy thì như thời nay vậy. Tôi gác lại chuyện đó thì Huệ xin hỏi cô một câu rằng là một người phụ nữ mà đảm nhận vai trò rất như là nhiều những vai trò trong nhà như vậy đấy, thì chắc chắn là nó sẽ cái quỹ thời gian của mình rất là hạn hẹp. Vậy thì cái buổi đầu khi mà khởi nghiệp với Alpha mà bắt tay hợp tác cùng với DMA thì cô có gặp những khó khăn gì không? Những khó khăn đấy mà với vai trò là một người phụ nữ đấy, thì thực sự có những lúc nào cô cảm nhận rằng là cô sẽ bị chùn bước bởi vì là mình với cái vai trò đó, mình không 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 được gọi là khỏe mạnh rồi là như những người nam giới đấy. Huệ muốn hỏi ý như vậy. Những người nam giới thì họ có thể là đi lại, đi xa, đi gần rồi là mọi thứ nó rất là tiện lợi, rất là dễ dàng. Còn mới với mình là một người phụ nữ, mà đặc biệt mình là có tuổi đó rồi, thì cô có gặp những khó khăn gì? Cô có thể chia sẻ cùng Zoom cho các quý cô nhà phân phối để được biết được. Dạ vâng. Hỏi cô này thì thực ra là Vi nghĩ thế này. Cái hồi đầu mà Vi làm với anh chị em, Vi có một điều là cảm thấy nó háo hức vô cùng luôn. Bởi vì là mình nghĩ là mình không qua khỏi. Và khi mà về nhà vẫn chống cái gậy bốn chân. Và đi lại thì vẫn rất là khó khăn. Mặt thì nó cứ sắn quét anh chị em. Mà nó bẹo bạo, nó béo, nó cứ 66 cân anh chị em. 66 cân. Và rất là, đi lại rất là khó khăn. Mỗi lần mà đi xuống nhà vệ sinh thì con trai lại cứ phải đỡ nâng đi. Thế thì sau đó thì Vi sử dụng sản phẩm. Và được một tuần, đến tuần thứ hai là Vi đã bỏ được cái gậy và đi xuống rửa bát và sau đó nấu cơm anh chị em ạ. Thì cái lúc mà bỏ được cái gậy xuống rửa bát và nấu cơm thì Vi hôm đấy là Vi ngồi ngồi trên giường và khóc tu tu lên. Thì con trai nó mới hỏi là sao mẹ khóc. Thế thì Vi bảo, Vi chỉ nói đúng một câu anh ạ, chị em ạ, sau đó không nói được gì, cứ nức nở, mẹ thương bố con quá thật sự anh chị em. Và gần đây thì Vi biết được bác Đào Công Vượng là người ung thư đại tràng giai đoạn cuối, di căn toàn thân.
mà bác ấy hơn một năm nằm liệt giường sau đó ngồi xe lăn. Nhưng bác đã sử dụng hầu hết các sản phẩm của công ty và đến bây giờ anh chị em thấy bác nào cũng vượng Vi chia sẻ trên Zalo của Vi. Bác ấy đi chia sẻ khắp nơi để mang cái điều phúc đức đến cho mọi người. Thế cho nên là những cái ngày đầu Vi nghĩ là kể cả có khó mấy Vi cũng đi được. Và lúc đấy thì Vi hay đi với cùng chị bảo trợ của Vi là chị Trần Thị Lưu. À, và khi mà Vi uống được một tháng thì từ tháng riêng Vi uống đến tháng 2 là Vi đã quyết định mở điểm bao ổn tại nhà luôn. Uống sản phẩm được 2 tuần Vi xin mở thẻ. Vi xin mở thẻ nhà phân phối. Khi lên công ty học, học đúng thủ lĩnh điệp. Và thích quá, học thủ lĩnh điệp và thủ lĩnh hằng. Và điều đặc biệt nhất là họ cũng đấy là về cái tâm thái và cái tầm nhìn đi kinh doanh là một. Thứ hai đấy là về bộ ba sản phẩm. Thế là mình yêu quá bởi vì mình cũng dùng bộ ba sản phẩm anh chị em. Và xung phong xin được làm thẻ nhà phân phối nhờ chị bảo trợ. Thế kèm theo nữa là Vi quyết định là đi chia sẻ. Bởi vì Vi nghĩ là đúng cái tháng 2, cuối tháng riêng là Vi đi chia sẻ anh chị em ạ. Mà Vi nghĩ là trời ơi sao có một cái sản phẩm, mình là một cái người mà cùng cực, tưởng là không qua khỏi. Mà bây giờ mình lại được như thế này thì tội gì mà không đi chia sẻ. Thế là Vi đi chia sẻ anh chị em ạ. Mà đi xe máy nhé. Đi được xe máy là tháng 4, tháng 5 nhé, là tháng 3, tháng 4, tháng 5 là Vi đi lên công ty lấy hàng cho hệ thống anh chị em ở trong hệ thống của Vi luôn. Và Vi đi sang bên Gia Lâm thì chia sẻ cho anh chị Mai Tiến ở bên sân bay Gia Lâm. Và đến khi mà Vi chia sẻ đến khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7, hệ thống của Vi nó hơn 30 người. Bởi vì anh chị em cả tuyến dưới họ cũng chia sẻ nữa anh chị em ạ. Chúng ta không có thể bán hàng được nhiều thì ta tuyển dụng. Mà chúng ta không tuyển dụng được nhiều thì chúng ta cũng cứ tuyển dụng và bảo trợ những cái người F1, F2, F3 của chúng ta. Và chúng ta chăm sóc họ thật tốt anh chị em. Kiểu gì họ cũng tuyển dụng, đúng không ạ? Họ cũng sẽ tuyển dụng như chúng ta. Ta cứ làm mẫu thật tốt rồi chúng ta động viên tinh thần cho anh chị em. Một điều đặc biệt là chúng ta trân trọng họ, ghi nhận tất cả những cái đánh giá dù nhỏ nhất của họ. Ví dụ anh chị em mà đến nhà Vi thì Vi mừng lắm. Nói thật anh chị em là có những cái người mà đi hàng chục cây số, mười mấy cây số đến nhà Vi. Có cả những anh chị em mà gần, nhưng mà khi đến điểm bao ổn nhà Vi thì Vi luôn luôn nghĩ rằng là mình phải nhờ được những anh chị em tuyến trên đào tạo, chia sẻ giúp mình. Và sau đó thì là gì ạ? Mình phải tự chủ động đào tạo. Bởi vì khi mình mở điểm bao ổn thì mình phải là chủ một cái điểm bao ổn, mình gọi là trưởng điểm đó mà. Thế nếu mà mình không đào tạo thì họ có biết mình là ai đâu. Và bây giờ là Vi đi chia sẻ cả bên trường Vi. Và khi mà anh chị em trường Vi cũng làm thẻ, và đến bây giờ là có 3 người. Bây giờ có 3 người làm nhà phân phối. Mặc dù họ chưa kinh doanh mạnh như Vi, nhưng nó dạy anh chị em là Vi định vị được bản thân mình. Bây giờ mà họ cứ hỏi đến Alpha Lipid, họ cứ bảo sữa non của Vi. Anh chị em ạ, mọi người nói thế. Rồi họ quen gọi tiếp là Vi Nguyễn Alpha Lipid. Và Vi sử dụng kênh Zalo, Facebook Zalo của Vi là cũng để Vi Nguyễn Alpha Lipid. Thế là mình định vị tên của mình luôn. Và sau đó thì mình cũng làm các YouTube, đưa lên kênh YouTube thì nhiều người biết Vi lắm. Họ từ các tỉnh anh chị em nhé, miền Tây cũng có, miền Nam là Mau, rồi Quảng, miền Trung Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi cả trên miền Bắc chúng ta đông lắm. Họ gọi điện cho Vi và họ hỏi rằng là họ uống như thế này thì cần như thế nào. Mà mình là người mình trải nghiệm hết sản phẩm anh chị em ơi, nó có cái gì mình biết hết. Cho nên là Vi chia sẻ cái phần chuyển hóa là nó thật với anh chị em từ những cảm nhận của Vi chia sẻ ra đấy, chứ hoàn toàn là Vi không lấy của người khác anh chị em nhé. Vi không hề phải lấy của ai. Và có đi học khoảng 2 buổi học về chuyển hóa. Và sau đó thì 3 buổi học về chuyển hóa. Thì Vi nhớ nhất cái buổi chuyển hóa là Vi mời được nhà phân phối tên là Dũng. Và khi nghe ở trên Monaco, và sau đó Vi mời bạn ấy đến điểm bao ổn để Vi bạn ấy đào tạo. Thì nói thật với anh chị em là Vi ghi nhớ vô cùng. Và sau đó Vi lắng nghe toàn bộ cơ thể của mình khi sử dụng các sản phẩm. Và Vi thấy nó còn kinh khủng hơn anh chị em ạ. Bởi vì Vi nhiều vấn đề sức khỏe, kèm theo nữa là nhồi máu não mà anh chị em. Cho nên nó có nhiều vấn đề sức khỏe lắm. Vậy thì nói thật với anh chị em là nếu như chúng ta kinh doanh hợp tác cùng New Mix mà chúng ta không trải nghiệm sản phẩm, một điều chắc chắn chúng ta không thể có đủ niềm tin để ta đi chia sẻ được. Còn khi mà nói tới khó khăn ý, thủ lĩnh Huệ có hỏi là có nản không? Có khó khăn chứ ạ. Có những cái ngày mà Vi chuyển hóa là ví dụ như Vi bị đi vệ sinh ra máu, đi ngoài đại tiện ra máu hơn 3 tuần luôn, bởi vì Vi bị trĩ độ 2. Nói thật anh chị em, nếu như mà những người uống ấy mà hoảng sợ chắc là bỏ. Mà Vi chỉ có cứ theo dõi bản thân mình và lắng nghe cái bài mà mình đã dạy. Mình thỉnh thoảng lại vào mình xem cái cuốn vở đấy và mình nghe, mình thấu vào tâm mình luôn, vào đầu mình luôn. Sau đó mình cứ cố gắng, đây là chuyển hóa, đây là chuyển hóa.
chắn mình sẽ nhanh được cải thiện bệnh trĩ rồi. Và đến bây giờ nó thật anh chị em là hơn 2 năm nay, Vi khẳng định đến giờ là bệnh trĩ của Vi khỏi rồi. Nó không còn có những cái hiện tượng như trước đây nữa anh chị em ạ. Đấy, và nói thật với anh chị em là khi mình đi chia sẻ rất rất nhiều lời từ chối. Vi cũng đi giải tờ rơi, rồi cũng đi chia sẻ, rồi có những người hỏi và có những người họ có những cái câu nói mà họ nói thật anh chị em nó cảm thấy mình tủi thân lắm. Mình đi giúp họ mà họ nói đến mức độ mà Vi về nhà Vi khóc tu tu luôn. Vi khóc lắm ý, cảm thấy nó tủi thân vô cùng. Tại sao mình đi giúp họ mà họ có những cái câu nói mà nghe rất là nó cảm giác nó như là cái sỉ nhục mình ấy. Đấy. Nên là anh chị em ạ, những lúc đấy nhá, ngồi buồn vô cùng chứ không nản. Vi không nản anh chị em, Vi nghĩ là với Vi một con người lắm sức khỏe, lắm vấn đề sức khỏe mà Vi uống mình còn được như thế này. Thì Vi tin cái sản phẩm Vi đi chia sẻ nó rất tuyệt vời. Kèm theo nữa là Vi đến các điểm ba ổn và Vi học rất là nhiều. Mà đặc biệt là Vi chọn các cái video của công ty Nemic Việt Nam, của các thủ lĩnh thành công như là thủ lĩnh Điệp này, thủ lĩnh Thiện Thảo này, thủ lĩnh Tuyền này, thủ lĩnh Đen ở trong miền Tây này, rồi thủ lĩnh Đình Thành này, thủ lĩnh Nam này, bác Lý Thị Thủy này, rồi các thủ lĩnh ở ngoài miền Bắc miền Trung. Thì nói thật với anh chị em là thủ lĩnh Kiều miền Trung nhá, rồi ngoài miền Bắc nhiều lắm, vô cùng nhiều. Thì nói thật là anh chị em là Vi học từ đó và Vi trải nghiệm cái sản phẩm, Vi cũng lắng nghe họ từ đó. Và đặc biệt là vấn đề kinh doanh là Vi cứ họ nghe họ thôi. Họ cũng có nhiều cái khó khăn vất vả vô cùng. Thế thì Vi nghĩ là tại sao mình lại phải nản? Mình buồn thì có buồn thật, có buồn thật, nhưng không được nản. Có những cái lúc mà cũng tương đối nản lòng anh chị em. Nhưng mà ví dụ chiều nản lòng, đến tối bắt đầu Vi vào học, Vi tự lấy cái video và Vi ngồi học. Sau đó từ cái tâm thái mình nó qua đi anh chị em. Và sau đó mình đi chia sẻ. Mỗi một ngày, lúc bây giờ Vi chia sẻ 10-11 người, có ngày Vi chia sẻ 15 người một ngày. Mọi người không hiểu được cái năm 2020 Vi vất vả vô cùng luôn để xây dựng hệ thống. Và sau đó thì ngay năm 20 sang đầu 2021 là Vi đã có hệ thống 13-14 F1. Và Vi nghĩ là theo như thủ lĩnh Điệp là cứ bung ngang. Thủ lĩnh bảo là cứ bung ngang thôi, sau đó tìm nhân tố để xây dựng. Cho nên Vi nghĩ tất cả những cái gì công thức nó có rồi. Anh chị em thành công người ta dạy mình công thức có hết. Khi mà mình xây dựng có một nhân tố, hệ thống của Vi bây giờ là có hai nhân tố. Nhưng mà nói thật với anh chị em là nhân tố đầu tiên phải là mình chứ, đúng không ạ? Nhân tố đầu tiên chính là Vi luôn. Vi xây dựng bản thân mình thành một nhân tố dựa theo cái gì ạ? Cái nền tảng văn hóa đạo đức Nemic. Và Vi học rất là nhiều, rất chịu học luôn anh chị em. Cái tuần đầu tiên là Vi thuộc hết toàn bộ về sản phẩm và các sản phẩm luôn. Và sau đó từ đó đến bây giờ Vi thường xuyên học lại các sản phẩm đấy. Nếu bây giờ nói đến các sản phẩm, nói thật anh chị em là Vi nghĩ là còn nhiều điều mình chưa biết hết. Bởi vì nhiều người trải nghiệm, có những người trải nghiệm hàng gần chục năm, họ còn biết nhiều hơn mình. Nhưng mà Vi cảm nhận là Vi biết rất rất nhiều rồi mà Vi vẫn còn muốn học anh chị em ạ. Cho nên là hãy cứ chịu học. Và Vi xác định là cứ 7 chữ vàng: chịu học, chịu làm, chịu phối hợp. Và đặc biệt là 6 chữ bạc mà thủ lĩnh Duyên ý, chia sẻ cho anh chị em hôm trước đường lên 3 sao Vi rất là thích: tin tưởng, nghe lời và làm theo. Đây là không thể buồn nản anh chị em ạ. Hãy buồn một lúc thôi, buồn nản một vài tiếng thôi anh chị em, nhưng đừng có nản. Nếu chúng ta nản lòng mà ta dừng lại thì chúng ta mất đi một cái doanh nghiệp ta đang xây dựng dở dang, nó rất là phí ạ. Vâng, xin cảm ơn thủ lĩnh Vệ đã hỏi câu trả lời, Vi trả lời như vậy ạ. Vâng, xin điểm mới lại cho Vệ và chị và em Mai Lan. Vâng, cảm ơn cô Vi. Quả đúng là những lời chia sẻ vô cùng trân quý để cho toàn bộ cũng Huệ cũng như là các quý nhà phân phối đang ngồi đây rút được những cái bài học và có thêm những cái động lực để vượt qua là những khó khăn trong quá trình hình gọi là chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp như mây, đúng không ạ? Và chúc cô sớm cán đích năm sao và lan tỏa thật nhiều giá trị đến cho nhiều khách hàng, đúng không ạ? Để nhiều hơn nữa những gia đình được sử dụng Alpha, để kiến tạo những gia đình Alpha. Cảm ơn cô, thật là tuyệt vời ạ. Vâng ạ. Chị Mai Lan vâng. ạ. Vâng, em xin cảm ơn chị Vi Nguyễn rất là nhiều qua cái phần chia sẻ rất là năng lượng của chị vừa rồi. Và chúng em cũng sẽ cố gắng là học tập cái phần năng lượng của chị để chúng em có nhiều ngân lượng hơn nữa. Vâng, em cảm một lần em xin cảm ơn chị ạ. Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với vị thủ lĩnh. Chị là một lãnh đạo rất là trẻ, đúng là tuổi trẻ tài cao, thực sự như vậy.
Và em Lan cũng rất là thấm một cái câu nói, đó là phụ nữ cần phải làm ba việc trong cuộc đời này, đó là không ngừng học tập, không ngừng xinh đẹp và không ngừng kiếm tiền. Và em nghĩ là câu nói này em thấy nó cứ hợp với lại lãnh đạo ba sao vàng này. Vâng, và rất là vinh dự cho em Lan, đó là trong cái lần mà em xuống Hà Nội ở nhà chị Hoàng Hương đúng một tuần thì em đã gặp lãnh đạo này và hai chị em cũng đã nói chuyện với nhau. Và thực sự là rất là trẻ mà rất là đam mê. Mà ấn tượng nhất, thực sự là cái hình ảnh ấn tượng nhất, có hai hình ảnh ấn tượng đối với em này, đó là cái thời điểm em Lan xuống là em là có bầu sắp sinh nhưng mà vẫn rất là năng lượng và cực kỳ là nhiệt tình với đội nhóm và lên công ty học hành và đi bất cứ nơi đâu. Đấy, và bây giờ em Lan đã ấn tượng với hình ảnh của em cực kỳ là xinh đẹp và cực kỳ là tuyệt vời. Thế nên là cái câu nói đó là phụ nữ có ba việc mà không ngừng trong cuộc đời này, đó là không ngừng xinh đẹp, không ngừng học tập và không ngừng kiếm tiền, rất là phù hợp với em. Và ngay sau đây không để chúng ta đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với lãnh đạo ba sao vàng Trần Duyên. Xin mời em chia sẻ ạ. Dạ vâng, em xin chào cả nhà, mình có nghe rõ em nói không ạ? Rõ em ơi, rõ lắm. Dạ. Em cảm ơn MC chị Mai Lan rất là nhiều ạ. Cả nhà cùng gửi lời cảm ơn em đến chị MC Mai Lan giúp em bằng một tràng số 2 được không ạ? Dạ, cảm ơn chị Mai Lan cũng như cảm ơn hệ thống E10 hôm nay và lãnh đạo Hoàng Hương hôm nay đã cho em cái cơ hội được giao lưu với hệ thống của mình ạ. Thực sự là cũng rất là cảm xúc trước những cái chia sẻ giới thiệu của chị Mai Lan về em Duyên. Và cũng không hổ danh chị Mai Lan là một cây MC của hệ thống E10 đúng không ạ? Trước đấy cũng là may mắn là lần đầu chị Mai Lan xuống là cũng có một dịp là chị Mai Lan giúp hệ thống em Duyên làm một cái chương trình MC rất là lớn ở Ninh Bình. Đấy là những cái kỷ niệm rất là khó quên của hai chị em. Và cũng thật ra là em Duyên thì rất có ít khi, hình như hôm nay mới là chính thức lần đầu tiên được giao lưu với hệ thống E10 thì phải ạ, đúng không ạ? Thì cũng ít khi được chia sẻ, được giao lưu với quý cô bác anh chị. Và ở đây thì có gặp thủ lĩnh Huệ, thủ lĩnh Giàng của thủ lĩnh Gấm và có một số như là có chị Khuê, đấy, một số người là cũng đã gặp trực tiếp em Duyên. Còn có anh chị ở trên Lai Châu thì xa thì em cũng chưa được gặp trực tiếp, thì hy vọng một ngày gần nhất thì sẽ được gặp các quý thủ lĩnh ạ. Thì lời đầu tiên cho phép em Duyên xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe cũng như là lời chúc tốt đẹp đến quý cô bác anh chị, những người phụ nữ ở trong phòng Zoom của hệ thống E10 ngày hôm nay, đúng không ạ? Một lời chúc tốt đẹp nhất và chúc các bác, các cô, các chị một ngày mùng 8 tháng 3 ngày mai là ngày càng trẻ đẹp, hạnh phúc, xinh tươi, luôn luôn là một đóa hoa tươi thắm cả bên trong lẫn bên ngoài, đúng không ạ? Và ngày càng thành công cũng như là gặt hái được nhiều những cái ngôi sao trong niu mây, đúng không ạ? Thế thì thật ra cái phần chia sẻ em Duyên thì cũng không biết là bây giờ phải bắt đầu từ đâu. Thì thật ra là với cái nội dung ngày hôm nay là chia sẻ tôn vinh cái giá trị của người phụ nữ mùng 8 tháng 3, thì ở đây may mắn có cô Vi vừa chia sẻ rất là hay và rất là cặn kẽ những cái lịch sử của mùng 8 tháng 3 cũng như là phẩm chất của cái người phụ nữ Việt Nam ở thời ngày xưa cũng như cái thời hiện đại bây giờ, đúng không ạ? Những cái gì cần thiết nhất, những cái gì tinh túy nhất là cô Vi cũng đã chia sẻ và giao lưu đến quý cô bác anh chị rồi, đúng không ạ? Thì em Duyên cũng chỉ có một vài cái kinh nghiệm bản thân của em Duyên thôi. Tức là bản thân em thì từ trước đến giờ em cũng luôn luôn có một cái tâm niệm là em làm bất kỳ cái việc gì em cũng phải có cái sự chủ động về kinh tế, chủ động về thời gian, chủ động về tài chính, tức là mình luôn luôn ở thế chủ động chứ mình không phải là người bị động. Thế nên là tất cả những cái công việc hay là những cái gì ở trong cuộc sống hay cả những cái trong công việc gia đình của em luôn luôn chủ động. Và em có một cái tính là có thể là nó giống như cái đức tính của người làm kế toán ngày xưa, tức là cái đức tính là mình nhiều khi mình lo xa ấy, mình cẩn thận ấy, tức là có những cái sự việc nó chưa xảy đến nhưng mà em đã nghĩ là em phải lường trước cái sự việc đó, thì khi cái sự việc đó nó xảy đến là mình có thể chủ động đối phó được cái việc đó. Thì ở cái kinh nghiệm của em ở đây là chỉ bằng hai chữ chủ động ạ. Tức là mình luôn luôn là nếu như mình muốn có cái thu nhập thụ động
thì trước tiên mình phải là người chủ động, đúng không anh chị? Và thu nhập thụ động không dành cho người bị động. Mình luôn luôn chủ động trong vấn đề học tập, chủ động trong vấn đề giao lưu, chủ động trong vấn đề học tập, học hỏi, chủ động trong cái hệ thống, dẫn dắt hệ thống đội ngũ của mình, đúng không ạ? Không phụ thuộc vào người bên trên. Có gì không biết thì chúng ta cùng cố vấn, tham vấn, tham mưu của các thủ lĩnh bên trên. Và luôn luôn đặt cái chữ chủ động lên đầu tiên. Đấy cũng là một cái bài học mà đợt đầu em Duyên tham gia thì thủ lĩnh Đức cũng đến nhà lãnh đạo Hoàng Hương chia sẻ cái câu chủ động này cực kỳ là quan trọng ạ. Và như lúc nãy chị Mai Lan cũng có nói một câu mà em cũng đã ghi ra đây rồi, em rất là tâm đắc. Và cũng tình cờ là suy nghĩ em và chị Mai Lan lại cũng giống nhau. Tức là em bị ảnh hưởng rất là nhiều những câu nói về phụ nữ. Đặc biệt có một cái câu nói đó là gì ạ? Phụ nữ không có tiền thì mất quyền lên tiếng. Thế vì cái câu đó nên là kể cả bây giờ em đi tuyển dụng những cái chị em phụ nữ hay là những người mà đang tức là mang cái tâm, mang cái suy nghĩ là ổn định, là có một cái công việc an nhàn nhưng mà mức lương thấp, đúng không ạ? Hoặc là phụ thuộc vào gia đình, phụ thuộc vào chồng, phụ thuộc kinh tế chồng hay phụ thuộc kinh tế của bố mẹ đấy. Thì lúc nào em cũng nói những cái câu đấy để làm sao khích lệ cho mọi người có cái sự chủ động trong cái việc là mình làm cái công việc kinh tế, đúng không ạ? Nếu như mà mình chủ động được về kinh tế thì mình có quyền quyết định tất cả những cái việc cho chính bản thân mình, cho con cái mình, cho gia đình mình, đúng không ạ? Thì và có một cái câu như lúc nãy em cũng chia sẻ đấy là em với chị Mai Lan đồng quan điểm, đấy là gì ạ? Phụ nữ mình thì có ba việc là không thể ngừng được, đó là gì ạ? Học hành, xinh đẹp và kiếm tiền, đúng không ạ? Và cách ăn mặc hàng ngày mỗi khi ra ngoài đường thì luôn luôn phải như một công chúa, đúng không ạ? Nhưng mà lúc làm việc thì hãy giống như những người đàn ông, là luôn luôn mạnh mẽ, quyết liệt và quyết đoán. Nhưng mà trong cuộc sống thì hãy sống như một nữ thần, đúng không ạ? Mình cũng phải có những cái sự mềm mại, linh hoạt. Đấy là giống như người ta nói là phụ nữ thì thật ra là để mà mạnh mẽ, quyết đoán như đàn ông trong công việc thì cũng đúng, nhưng mà trong cuộc sống, trong cái công việc gia đình, nếu như mà mình cứ tức là mình cứng nhắc, hoặc là mình cứng nhắc, hoặc là mình gọi là gì ạ, cứng nhắc và mình không có quan tâm đến gia đình, hay là mình dành nhiều thời gian cho công việc quá, thì nó sẽ là mất cân bằng giữa công việc và gia đình. Nhưng em Duyên thì luôn luôn có tâm niệm một cái điều là em luôn luôn muốn cái công việc của em nó phải cân bằng với cuộc sống gia đình. Vì thế đó là cái lý do mà em luôn luôn muốn chọn một cái công việc làm sao để em vừa có tự do về thời gian, tự do về tài chính. Em vừa có thời gian chăm lo con cái, có thời gian vun vén cho gia đình, có thời gian để cùng bố mẹ đi du lịch một năm khoảng 1-2 lần, đúng không ạ? Nhưng em cũng vừa có thời gian em sắp xếp cho công việc, vừa có thời gian để em phát triển cái kinh tế cũng như cái thu nhập của em. Thì đấy là một số cái bí kíp của em Duyên. Thì cũng thời gian cũng không có nhiều, thế nên em cũng xin chia sẻ một chút ít như thế. Thì phòng giúp mình có những cô bác anh chị nào có những cái câu hỏi muốn giao lưu trong thời gian ngắn, tại vì cũng còn một cái phần chia sẻ của chị Nhường nữa, thì em xin mời phòng giúp mình cùng giao lưu ạ. Đang nhường cho lãnh đạo Huệ là nam giới đặt câu hỏi giao lưu trong phòng Zoom qua cái phần chia sẻ của lãnh đạo Trần Duyên. Lãnh đạo Huệ đâu? Huệ thì chưa có câu hỏi, mà thực sự là những cái lời chia sẻ của lãnh đạo Trần Duyên thật là tuyệt vời. Huệ có thể đề nghị cả nhà mình tặng lãnh đạo Trần Duyên một tràng số 2 để cảm ơn những lời chia sẻ rất tuyệt vời, những lời mà lãnh đạo đã dạ vâng ạ, vâng đúng ạ. Đã. Thì thay mặt cho các quý cô nhà phân phối ở đây, không biết trong ngày hôm nay có nhiều anh nam giới không, thì xin phép thay mặt toàn bộ các quý nhà phân phối nam giới ở đây là xin cảm ơn lãnh đạo Trần Duyên, một người lãnh đạo trẻ, xinh đẹp, năng động và cực kỳ nhiệt huyết trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là thành công trong lĩnh vực Alpha, đúng không ạ? Trong quá trình hợp tác với New Bay. Thì Huệ có thể xin hỏi lãnh đạo Trần Duyên một chút xíu được không? Sau đó là đến cả nhà mình.
Dạ vâng. Hôm nay mình tự nhiên mình thấy là đứng đứng trước một người đẹp này mà thấy nó cũng ngập ngừng. Lãnh đạo khéo quá. Như lãnh đạo Lan cũng vừa chia sẻ, đúng không ạ? Khi bắt tay hợp tác với Như Mây thì gặp lãnh đạo Trần Duyên lúc đó là đang con nhỏ. Và thông tin vừa rồi được biết là lãnh đạo Trần Duyên cũng vừa sinh em bé, cũng là con nhỏ. Thế thì trong cái nếu nói về vai trò người phụ nữ thì với quan điểm của lãnh đạo Trần Duyên là đúng là không có tiền thì không có quyền lên tiếng. Thế nhưng mà ở một góc độ nào đó nhé, thực sự đứng trước sức ép của gia đình, đứng trước sức ép của một người mẹ chăm con khi còn bé, đúng không? Rất nhiều thời gian đấy, không ít những nhà phân phối hiện tại bây giờ đang tập trung rất nhiều thời gian cho con khi con còn nhỏ, không thể nào lịch được cái thời gian để mình đi làm, đúng không? Không những chăm con nhỏ rồi lại chăm con học, rồi lại việc gia đình, đúng không? Xong rồi việc những cái việc mình đang làm gọi là bây giờ gọi là việc chính ấy. Còn giả sử New May là việc part time đấy, thì lại việc đang làm ngốn thời gian, việc chăm con ngốn thời gian, việc cho con học ngốn thời gian, đúng không ạ? Thế nên là có rất nhiều lý do, muôn vàn lý do. Mà Huệ thiết nghĩ rằng một điều rằng là hình như ở trong đó nó cũng tương đồng với lãnh đạo Trần Duyên về những góc độ lý do như vậy. Thì lãnh đạo Trần Duyên có thể chia sẻ rằng là mình sắp xếp thời gian nó như thế nào, và thực sự cái niềm đam mê thôi thúc ở New May lớn tầm cỡ nào mà để lãnh đạo Trần Duyên có thể vượt qua được tất cả những khó khăn đấy. Vâng, cảm ơn Giám đốc Lưu Huệ rất là nhiều, câu hỏi cực kỳ hay, rất là hay và rất sâu sắc, và cũng bao gồm rất là nhiều ý ở trong này, đúng không ạ? Rất là nhiều ý để chúng ta cùng giao lưu. Thì em cũng xin phép giao lưu cùng với cả nhà mình. Thứ nhất là về cái vấn đề để mà sắp xếp thời gian ấy. Thì trước khi em làm cái công việc New May này, thì là lúc đó thì em đã có hai bạn nhỏ. Bạn nhỏ đấy là bạn nhỏ nhất là 2 tuổi. Thế khi mà đấy nó là cái thử thách đầu tiên trước khi mà em có bạn thứ ba này. Bởi vì anh chị biết là cái thời gian đầu để mà mình xây dựng và mình bắt tay một cái công việc mới bao giờ cũng rất là nhiều khó khăn, nhiều bỡ ngỡ, và mình cần phải dành nhiều thời gian cho cái công việc đó. Thì cũng lúc đó cũng may mắn là bạn nhỏ của em là bạn ấy mới 2 tuổi, chứ lúc đấy không phải là cái bạn mà bây giờ có 12 hay 15 tháng, thì nó cũng đỡ hơn. Lúc đấy là đỡ hơn, vất hơn về cái công việc gia đình. Lúc đấy là bạn nhỏ nhà em 2 tuổi là bạn ấy cũng đã tức là nhàn hơn rồi, và bố cũng có thể lo được cho bạn ấy cộng với cái việc là nhờ ông bà hỗ trợ. Thì khi mà bắt đầu công việc New May thì em đi thị trường nhiều hơn. Cứ cuối tuần thì em về thị trường và giữa tuần thì em tương tác nhà phân phối ở trên đội nhóm. Và cái thời gian về cuối tuần thì em có gặp một cái khó khăn là bạn ấy mới 2 tuổi, thì nên là tức là để mà nhỏ thì cũng không nhỏ lắm, mà lớn thì cũng không nhỏ lớn lắm, nhưng mà có một điều là cần phải làm công tác tư tưởng cho ông xã lúc đấy. Vì lúc đấy là ông xã nhà em là ông chưa bắt đầu tham gia cái công việc này, nhưng được cái là anh ấy cũng rất là thấu hiểu vợ và cũng rất là đặt niềm tin, rất là tin tưởng vợ và nghĩ là vợ đang lựa chọn cái công việc này là đúng đắn. Nhưng mà tuy nhiên cái thời gian đầu khi mà chưa có cái thành quả rõ ràng thì cũng luôn luôn phải động viên anh ấy là đây là em đang đi xây dựng cái hệ thống như thế này, thì thời gian đầu nó sẽ chưa có nhiều cái thu nhập, cũng sẽ như mất nhiều thời gian và công sức hơn, thì cái thời gian này anh cố gắng hỗ trợ cho em về cái việc con cái. Tức là chỉ duy nhất là cái vấn đề cuối tuần em về thị trường thì em sẽ đi từ sáng đến tối. Thì cả em không có chăm sóc con và cũng không có cái quán xuyến công việc gia đình được. Còn trong tuần thì lúc đấy em đang làm cái công việc trình dược viên. Thì trình dược viên của em nó cũng đang rất là tự do về thời gian, nên em có thể là 8-9 giờ em cho con đi học. Sau đấy thì là con đi học đấy khoảng 5-6 giờ về đón. Thế thì ít nhất là trong cái khoảng ban ngày đấy là em cũng đã vừa cái công việc trình dược và vừa tương tác nhà phân phối qua Zalo, điện thoại, Facebook đấy, hoặc là trực tiếp tại cái khu vực Hà Nội. Và buổi tối về thì em sắp xếp em tương tác với cả là nhà phân phối. Buổi tối về em sắp xếp em tương tác với nhà phân phối ở tỉnh qua điện thoại. Và buổi tối thì các bạn ấy, ví dụ các bạn ăn xong khoảng 8-9 giờ thì thay tranh thủ các thời gian bạn ấy cho 1 tiếng thì em tương tác với nhà phân phối. Và hồi đấy thì lãnh đạo Hương cứ hay nói với em là em nói nhiều thế, một nhà phân phối em gọi đến tận 1 tiếng, em tương rưỡi 2 tiếng thì nó hơi mất nhiều thời gian. Nhưng mà đấy là cũng là một cái cách làm của em, thì cũng không biết là các lãnh đạo thì thấy thế nào, nhưng mà em thì em thường là gọi điện bám sát tương tác với các nhà phân phối như thế. Thì chỉ có cái khó khăn là cuối tuần thì em đi về từ sáng đến tối, thì lúc đấy là phải làm công tác tư tưởng cho ông xã và nhờ ông xã hỗ trợ đấy. Thế còn khi mà bắt đầu mà bây giờ đến khi mà em sinh em bé xong
thì cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn. Thì sinh em bé xong trong 1 năm đầu ấy, thì sẽ cần cái sự chăm sóc của người mẹ nhiều hơn, cộng với cái việc là bé nhà em thì không có ti sữa ngoài, ti sữa mẹ 100%, nên là cũng không có đi thị trường, cũng không có dành được nhiều thời gian cho công việc. Nhưng mà lại được cái may mắn lúc đó thì em mới bắt đầu em nghĩ là nếu như em vẫn bận rộn với cái công việc gia đình và con cái như thế này thì em sẽ bỏ bê mất hệ thống. Mà em bỏ bê hệ thống thì sẽ, tức là rất nhiều những người họ đang kỳ vọng họ thay đổi cuộc sống từ cái công việc này mà mình lại không hỗ trợ được họ, mình cảm thấy là có cái gì đó rất là áy náy, có một cái cảm giác gì đó rất là có lỗi. Thì lúc đó em lại phải có em không nghĩ là mình phải gồng mình hay là như thế nào, vừa con cái vừa gia đình lại vừa công việc kinh tế. Và lúc đấy thì em nghĩ là đến cái giải pháp là chồng em, thì em bảo là anh ơi, bây giờ cái công việc thì hệ thống nó đang vận hành như thế này, hiện tại em đang ở cái cấp bậc 3 sao như thế này, cũng có rất là nhiều người thuộc hệ thống của mình và cũng rất nhiều người họ đang cần có một cái khoản thu nhập tốt từ cái công việc này, nhưng mà em đang rất là bận với cái công việc gia đình cũng như con cái như này, thì là cũng mong là anh sắp xếp thời gian để anh cùng hỗ trợ đội nhóm với em. Thế thì trong một cái khoảng thời gian mất khoảng 5 đến 6 tháng, em động viên, thuyết phục và bảo trợ ông xã em, và cuối cùng thì em đã bảo trợ thành công. Thì đúng cái thời điểm mà em sinh em bé được khoảng 4 tháng sau thì anh ấy bắt tay anh vào đồng hành cùng em. Thì những cái công việc như đi thị trường hay tương tác nhà phân phối hay hỗ trợ điểm bán hay là xây dựng những cái chương trình đào tạo thì anh ấy một tay chung sức cùng với em. Thì lúc đó thì em cũng đã sắp xếp được thêm những cái thời gian dành cho con cái và gia đình hơn ạ. Thì đấy là những cái vấn đề về vừa cân bằng giữa công việc lẫn gia đình. Vừa cân bằng giữa công việc lẫn gia đình của em Duyên. Thế còn lại là cái phần thứ hai anh Huệ hỏi em là về gì nhỉ? Đó là những cái khó khăn ấy. Vâng. À, mà mình vượt qua được nó. Cái đấy, như Duyên vừa nói là lãnh đạo vừa nói là cái vấn đề là mình sắp xếp thời gian được ở trong về vấn đề vừa chăm con vừa dạy con, đúng không ạ, lại vừa phải lo việc gia đình, xong lại vừa lo công việc đúng mình đang làm một công việc chính, xong là bắt đầu mình phát triển công việc phụ của mình. Những cái khó khăn như vậy thì Duyên nó vượt qua nó, như Duyên vừa nói thì ở một thời điểm nào đó nó dồn nén về mặt áp lực như vậy thì Duyên nó vượt qua nó như thế nào? Thật ra ấy, cũng có những thời điểm em cũng thấy mệt mỏi, bởi vì mình cũng giống như anh nói ấy, tức là rất là nhiều những cái mà áp lực lên mình đúng không ạ? Nhưng mà được cái là em thì em có một cái nội lực ở bên trong, tức là giống như khi ban đầu em mới tham gia New MMA cũng thế thôi. Thời gian đầu như anh chị bây giờ em đã đảm bảo chắc chắn 100%, gần như đến 70-80% những người mới tham gia sẽ có một cái khoảng thời gian mình cảm thấy là rất là đau năng lượng đúng không ạ, năng lượng rất là thấp. Thời gian đầu khoảng 2-3 tháng, thậm chí 3 đến 6 tháng đầu mình rất là hăng say, mình rất là năng lượng, mình rất là tích cực, năng lượng rất là cao. Nhưng sau khi các anh chị làm một thời gian, các anh chị cũng sẽ có những cái giai đoạn mà anh chị cảm thấy là nản, là mệt. Nhưng mà em thì em cũng có cái giai đoạn giống như anh chị, nhưng mà em luôn luôn em có một cái nội lực bên trong là em tự động viên chính bản thân em, là em nghĩ là em phải làm được cái công việc này, bởi vì em đã bỏ cái công việc trình dược mà em đã bắt đầu mất khoảng 2 tháng để em tìm hiểu kỹ cái công việc này rồi em mới tham gia, thì chắc chắn em sẽ tin cái lựa chọn của em nó là đúng, và em muốn chứng minh cho những cái người mà người thân trong gia đình em hoặc bạn bè em hoặc những người mà em đang tuyển dụng đó là cái công việc này là lựa chọn đúng đắn của em. Và một cái điều đặc biệt nữa cũng là một cái động lực rất là lớn, đấy là chồng em. Tức lúc đấy thì em đi thị trường rất là nhiều và những ngày cuối tuần thì em chắc chắn là em đi như thế thì chắc chắn em phải có thành quả, và cái thành quả đó là cái kết quả cuối cùng để em minh chứng cho anh ấy thấy là em dành thời gian đi cuối tuần như thế và em xây dựng hệ thống từ 1-2 lon như thế đến bây giờ hàng nghìn lon như thế, là em sẽ có kết quả và em có thành quả rõ ràng để anh ấy nhìn thấy và anh ấy tin tưởng vào mình và anh đồng hành và anh hỗ trợ cùng mình. Đấy nó cũng là một cái động lực giúp em để phát triển cái sự nghiệp này. Và lúc nào em cũng phải tự động viên bản thân em là không có một cái gì công việc nào là dễ dàng cả, đúng không ạ?
Và càng có những cái khó khăn, càng những cái thất bại thì mình càng trưởng thành trên những cái thất bại đó, những cái khó khăn đó, những cái từ chối của khách hàng đó, đúng không ạ? Thành công, những người nào mà càng thất bại nhiều thì là những người đấy càng thành công và càng trở thành nhiều. Và luôn luôn em tâm niệm một cái điều đó, nên là cái nội lực bên trong để mà các anh chị làm tốt cái công việc này, theo những kinh nghiệm của em Duyên ấy, cái nội lực bên trong cực kỳ quan trọng. Và các anh chị luôn luôn phải cân bằng được cái năng lượng của anh chị. Nếu như anh chị bắt đầu cảm thấy năng lượng thấp, đau năng lượng, anh chị tìm lên tuyến trên, anh chị gọi điện tâm sự cho tuyến trên. Hoặc là ví dụ như em Duyên thỉnh thoảng cái thời gian đầu ấy, cứ mỗi buổi sáng là em mở những cái nhạc truyền động lực ra để em nghe. Thế anh chị thấy những cái video truyền động lực của những cái người phát triển bản thân ấy, họ nói rất là mạnh mẽ, quyết liệt, và có những cái câu nó rất là thấm sâu vào trong lòng của mình. Thế những cái đấy nó làm em có thêm cái động lực mạnh mẽ hơn để em phát triển cái công việc này. Và em lại nghĩ đến những cái tấm gương của những cái người giống như cô Dưỡng, cô Nhiên, cô Tâm. Những cái người đấy họ khó khăn như thế nào, hay là họ không có kỹ năng, họ không cái trình độ, họ cũng không bằng mình như thế nào mà họ còn làm được, chả lẽ mình không làm được. Thế là đôi lúc là những cái đấy là những cái mà nó giúp mình là có một cái nhìn tích cực hơn. Và chính cái điều tích cực đấy đã giúp em vượt qua được những cái khó khăn. Và bất kỳ một cái khó khăn nào thì luôn luôn, tức là giống như các thủ lĩnh chia sẻ đấy các anh chị, nếu các anh chị muốn phát triển cái sự nghiệp kinh doanh này ấy, kinh doanh muốn phát triển cái sự nghiệp kinh doanh tốt thì đầu tiên bản thân anh chị phải phát triển tốt đã, tư duy anh chị phát triển tốt và bản thân anh chị phát triển tốt, và phát triển bản thân trước khi cái công việc kinh doanh các anh chị phát triển. Bởi vì là công việc kinh doanh sẽ gặp rất nhiều các vấn đề khác nhau, nhưng nếu các anh chị biết cách xử lý vấn đề, biết kỹ năng xử lý vấn đề và nhìn các vấn đề xảy ra với mình luôn luôn theo cái chiều hướng tích cực thì các anh chị sẽ làm tốt cái công việc kinh doanh này, đúng không ạ? Ví dụ một sự việc xảy ra nhưng luôn luôn sẽ có hai mặt, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Khi chúng ta nhìn cái mặt tiêu cực rồi thì tại sao chúng ta không nhìn lại cái mặt tích cực và tìm giải pháp vấn đề ở đâu để chúng ta cùng bàn bạc, đúng không ạ? Thay vì ngồi đấy kêu than cái công việc này không dành cho cái người nào năng lượng thấp, và ngồi lúc nào cũng kêu than trách móc, đúng không ạ? Than phiền, mà mình luôn luôn phải chủ động để giải quyết vấn đề. Không biết chùa, không biết giải quyết như thế nào thì tham vấn là tiến trên. Giống em Duyên hay chia sẻ với hệ thống ấy, tức là ví dụ như là số 9 ấy, khi các anh chị nhìn xuôi thì nó là số 9, nhưng mà nhìn ngược thì nó là số 6. Cũng như các vấn đề trong cái hệ thống hay các vấn đề trong sự nghiệp kinh doanh cũng vậy. Các anh chị nhìn theo cái mặt tích cực thì nó là tích cực, và mình nhìn theo tiêu cực thì nó là tiêu cực. Ví dụ ngày hôm nay có một người anh chị tuyển dụng, người ta từ chối anh chị. Thế tại sao anh chị không nhìn là chính cái lời từ chối của họ làm thôi thúc mình để mình phải làm tốt hơn, và mình phải có thêm kiến thức, kỹ năng để mình làm, mình tuyển dụng tốt hơn họ, hoặc là tuyển những người giỏi hơn họ, hoặc là mình phải làm tốt hơn cái công việc kinh doanh này, mình có cái thành công, mình lên 5 sao để họ nhìn lại là nếu như mà họ nhìn thấy mình thành công như thế họ sẽ theo mình, đúng không ạ? Đấy là những cái mặt tích cực của vấn đề, thay vì mình nhìn cái việc là tại sao tôi không tuyển dụng được, tại sao tôi không bán hàng được, đúng không ạ? Thì đấy là những cái tức là đầu tiên em Duyên chia sẻ là cái nội lực, cái động lực, luôn luôn có cái tư duy tích cực, nhìn mặt vấn đề là luôn luôn phải tích cực, và chúng ta nhìn về giải pháp, chúng ta không tập trung về vấn đề mà nhìn về giải pháp. Cái tiếp theo, cái thứ hai là ban đầu ấy, em Duyên lại cũng mong muốn là làm như mây để có một cái thu nhập thụ động để sau này chúng ta có thể nghỉ hưu sớm. Thế thực ra bây giờ thì em lại suy nghĩ lại, bây giờ em thấy là rất nhiều những nhà phân phối bên dưới em, như hôm vừa rồi em về Xuân Trường, bác ấy 76 tuổi, bác Trần Mạnh Hùng, nhưng bác vẫn đi chia sẻ đến 12 giờ, đến 1 giờ trưa bác mới về ăn cơm chia sẻ 30-40 cây. Thế đến khi mình về gặp bác ấy, bác mới rất là vui, tay bắt mặt mừng, và bác ấy bảo là bác sẽ quyết tâm bác làm cái công việc New May này. Thậm chí con gái bác ấy bảo là bác ấy đường đường là một cái chủ tịch hội chữ thập đỏ, nhưng khi đi chia sẻ thì đi vào nhà khách hàng người ta đuổi ngay từ ngoài cổng, và con thì gạt nước mắt dẫn bố về, không dám nói chuyện với cả là anh trai vì sợ là anh trai không cho làm, vì bảo là đường đường là một cái người địa vị như thế mà lại bị người ta coi không ra cái gì chỉ vì đi chia sẻ lon sản phẩm. Nhưng bác ấy bảo bác ấy sẽ quyết tâm thành công với cái công việc này. Thế thì em nhìn những cái tấm gương như thế và em cũng rất là mong muốn là mình phải như thế nào để mình hỗ trợ được nhà phân phối, hỗ trợ được bác ấy có cái thu nhập, có cái thành công trong cái công việc New May này. Đấy nó cũng là một cái động lực thôi thúc để em có thêm những cái vượt khó, cũng như là sắp xếp được cái công việc gia đình mình để cùng về thị trường và cùng hỗ trợ tương tác với nhà phân phối, chứ không phải là ở cái cấp bậc này rồi là mình có thể ngủ quên trên chiến thắng, hay là mình có thể chơi trong khi người khác thì rất là vất vả, đúng không ạ? Thì đấy là một số cái quan điểm
cá nhân của em Duyên. Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Huệ ạ. Xin cảm ơn lãnh đạo Trần Duyên. Thực sự là rất là giá trị và năng lượng. Chắc là cả nhà mình cũng đã nhận được nhiều giá trị qua những lời chia sẻ của lãnh đạo Trần Duyên, đúng không ạ? Thì Huệ đề nghị cả nhà mình cảm ơn lãnh đạo Trần Duyên bằng một tràng số 2. Dạ vâng. Thì Huệ có thể nhờ lãnh đạo Trần Duyên một chút xíu ạ. Đó là nếu như có một lời khuyên dành cho tất cả các chị em phụ nữ, các cô, thì Huệ không dám. Nhưng nói là các chị em phụ nữ tầm đó là tuổi trẻ, thì lãnh đạo Trần Duyên có một cái lời khuyên gì cho những người trẻ tầm khoảng tầm 4 năm đổ về? Một lời khuyên trong lĩnh vực kinh doanh như mình. Tầm 45 tuổi đổ về à anh? bởi vì là như COVID chẳng hạn, cũng là năm nay mới có 45 thôi, đúng không ạ? Đấy, đấy là ý vậy là như thế, thì Duyên có thể tùy theo tùy cơ ứng biến nhé. Thật ra thì cái câu hỏi này thì cũng hơi chung chung, em cũng chưa hiểu. Tức là nhờ lãnh đạo Trần Duyên là đưa ra một cái lời khuyên, một sự động viên, một sự động viên dành cho các chị em phụ nữ, bởi vì là những người phụ nữ như vậy vừa nói họ rất vất vả. Nếu bây giờ kể mà đây kể rất nhiều những cái vất vả trong cuộc sống, nhưng bây giờ là để thay đổi cuộc sống hiện tại bây giờ, và cũng mong muốn khát khao trên con đường chinh phục năm sao, thì lãnh đạo Trần Duyên để đưa ra một lời khuyên để cho tạo động lực cho chị em phụ nữ, đúng không ạ? Đây là đấy là ý là mình nói rằng đấy là gọi là chị em phụ nữ nhé. Thế còn COVID năm nay thì chúng ta nói ngược lại, COVID năm nay cũng 45 thôi, đúng không ạ? 54 mà thì là 45 thôi. Thì tất cả là bây giờ Huệ xin phép gọi là các chị em phụ nữ nhân ngày quốc tế phụ nữ Việt Nam, quốc tế phụ nữ thế giới, đúng không ạ? Thế là Trần Duyên. Vâng, cảm ơn anh Huệ rất là nhiều ạ. Thì với lời khuyên thì theo quan điểm cá nhân của em Duyên, và cũng như cái gọi là có thể là cũng có thể đúng với người này và không đúng với người kia, giống như em Duyên vừa chia sẻ đúng không ạ? Một vấn đề bao giờ có hai mặt. Thì theo như em Duyên thì cũng có cái lời khuyên, ví dụ như là nếu như mà các anh chị đã quyết tâm với cái công việc New May, và New May thực sự là cho chúng ta cực kỳ nhiều giá trị, đặc biệt về 8 bánh xe cuộc đời, đúng không ạ? Càng làm em càng thấm. Trước đây thì em nghe các thủ lĩnh chia sẻ mang tính chất lý thuyết lắm, nhưng mà càng làm thì em càng thấm những cái lý thuyết, những cái chia sẻ của các thủ lĩnh là rất đúng đắn. Nếu như anh các chị là phụ em, chị em phụ nữ thì nó sẽ tùy vào trường hợp. Nhưng những người nào mà có cái sự khát khao mong muốn thì chúng ta hãy dành toàn thời gian cho cái công việc New May. Nếu như anh chị làm càng nhiều thời gian thì cái tốc độ thành công của anh chị càng nhanh. Nhưng các anh chị làm ít thời gian, anh chị dành ít tâm huyết cho cái công việc này thì tốc độ nó sẽ càng lâu. Và giống như hôm trước hệ thống em có anh ba anh chia sẻ, người ta bảo gì ạ? Ốm lâu thì tốn thuốc, đúng không ạ? Tức là giống như mình làm cái công việc này, nếu mình đã thấy rõ cái cơ hội rồi nhưng mà mình vẫn còn làm từ từ, hoặc là 2-3 ngày anh chị mới dành có 1-2 tiếng cho công việc như hôm nay, thế thì bao giờ chúng ta mới lên được 5 sao, đúng không ạ? Thế thì nó mới là cái câu mà ốm lâu tốn thuốc như thế ạ. Tức là mình biết cái cơ hội rồi nhưng mà mình làm lâu thì bao giờ mình mới lên được. Thế thì nếu như mình đã nhìn thấy cái cơ hội thì mình hãy làm quyết liệt, mạnh mẽ. Và cái điều đầu tiên là cần phải phát triển cái tư duy, phát triển bản thân của anh chị. Anh chị có thể là có những cái cuốn sách là dạy con làm giàu, hoặc là có những cái video về truyền động lực, và những cái video phát triển bản thân. Anh chị nghe, anh chị thấy có những cái tư duy, những cái năng lượng tích cực, anh chị có thể thấm vào trong cái kinh doanh của mình. Đấy, điều đầu tiên là cần phải học tập về phát triển bản thân, chính con người của mình đã. Cái điều thứ hai là anh chị học tập kiến thức cứng. Kiến thức cứng đấy là giống như hệ thống mình cũng rất đào tạo rất là nhiều rồi. Học phần 1, học phần 2, đúng không ạ? Học phần 1, học phần 2 của New May thì nó rất là ít thôi. Các anh chị học có khoảng 2-3 tháng nhuần nhuyễn là các anh chị thuộc rồi. Các anh chị học một lần như các anh chị kinh doanh cả đời, đúng không ạ? Nhưng cái kỹ năng mềm ấy, kiến thức mềm ấy, nó mới là cái quan trọng. Bởi vì là mình kinh doanh ở đây là kinh doanh con người, thế nên là mình cần phải học nhiều những cái kỹ năng mềm đấy qua những cái video, những cái cách giải quyết vấn đề của các lãnh đạo, các thủ lĩnh bên trên. Ví dụ có các cái vấn đề gì ở trong hệ thống em thì em thấy là chị em phụ nữ thì có nhiều vấn đề lắm, nhiều vấn đề hơn các anh chị, các anh nam giới rất là nhiều. Nhưng các vấn đề đấy thì các anh chị, các chị ấy,
hãy cùng tham vấn các tuyến trên là những người có kinh nghiệm, họ đã giải quyết các vấn đề đấy như thế nào, giải quyết hiệu quả ra làm sao, thì các anh chị hãy tham vấn các cái vấn đề của các thủ lĩnh tuyến trên để cùng các thủ lĩnh giải quyết vấn đề. Và khi các anh chị giải quyết được các vấn đề thì cái công việc kinh doanh của mình nó sẽ phát triển tốt. Đấy, đầu tiên là anh chị là phát triển về tư duy, phát triển bản thân, sau đó thì các anh chị học thuần thục các kiến thức, học phần 1, phần 2. Cái tiếp theo là các anh chị thực hành, thực chiến cực kỳ nhiều, nhiều vào để ra rất nhiều các vấn đề, và càng gặp nhiều vấn đề các anh chị càng thành công, càng trưởng thành nhanh, đúng không ạ? Chứ nếu như chúng ta học lý thuyết nhưng chúng ta không thực hành, nó không có cái thực chiến thì nó sẽ rất là khó. Giống như mà một câu nói mà em Duyên rất tâm đắc của cô Loan ở Hải Phòng U60 đấy ạ. Cô bảo gì ạ? Kiến thức nếu như các anh chị không học, kiến thức nếu như các anh chị không có, các anh chị tập trung vào học thì sẽ có. Nhưng mà kỹ năng các anh chị không có, các anh chị cứ lăn xả vào thực chiến thì anh chị sẽ có rất nhiều kỹ năng. Nên ở đây là các anh chị phải hành động mạnh mẽ vào. Càng nhiều vấn đề các anh chị càng thành công, càng trưởng thành nhanh. Và một điều nữa là nếu như mà mất lửa thì các anh chị tìm đồng đội. Còn các anh chị là gì ạ? Tụt là thiếu năng lượng thì các anh chị tìm người tuyến trên. Đấy là bốn câu mà em Duyên rất tâm đắc, luôn luôn nhớ cái nhắc cái hệ thống của mình như thế. Và bốn cái câu đấy là hệ thống của mình, tất cả các nhà phân phối em tin chắc là ai cũng gặp phải điều đó. Thế nên là nếu như mà mình học cái kiến thức về học phần 1, học phần 2 thuần thục hay cái đã thuần thục ấy nhưng mà chưa đủ, mà mình cần phải thực chiến nhiều hơn. Và những người nào càng gặp nhiều vấn đề thì cái sự trưởng thành của các anh chị nó càng nhiều. Và khi mà gặp vấn đề thì nhớ là tham vấn tuyến trên và luôn luôn bám sát tuyến trên, đúng không ạ? Các anh chị thấy là tuyến trên thì như anh chị thì chỉ có một tuyến trên thôi, nhưng mà tuyến trên thì lại hàng trăm hàng nghìn tuyến dưới, đúng không ạ? Nếu như anh chị không chủ động tương tác, chủ động để hỏi các vấn đề tuyến trên thì họ cũng không thể nhớ để họ hỏi mình được. Họ hỏi xem mà hệ thống em có vấn đề gì không, hay tại sao thời gian này em thế này thế kia, đúng không ạ? Thế đấy là anh chị thông cảm cho tuyến trên bằng cái cách mà mình bám sát tuyến trên, tương tác với tuyến trên hàng ngày. Càng nói chuyện với tuyến trên nhiều thì các anh chị càng được cái sự quan tâm và cố vấn của tuyến trên nhiều hơn. Thì đấy là những cái kinh nghiệm của em Duyên ạ. Có thể là cũng chưa đầy đủ lắm, nhưng mà có thể hẹn anh chị vào cái buổi giao lưu nào đó mình có nhiều thời gian giao lưu hơn, vì bây giờ cái thời gian cũng hơi muộn rồi ạ. Xin chân thành cảm ơn chị lãnh đạo Trần Duyên nhé. Xin mời chị Mai Lan ạ. Cảm ơn lãnh đạo Lưu Huệ. Một lần nữa thì chị xin cảm ơn lãnh đạo Trần Duyên. Thực sự là gặp em hôm nay với một hình ảnh rất là mới, rất là xinh đẹp. Thực sự là chị rất là ngỡ ngàng. Chúc em lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng nhiều năng lượng hơn nữa, và dẫn dắt đội nhóm của em ngày càng phát triển hơn nữa. Một lần nữa cảm ơn em nhé. Em cảm ơn ạ. Em cảm ơn cả nhà mình và chúc cả nhà mình có một ngày mùng 8 tháng 3 thật là vui vẻ và nhận được nhiều hoa. Cảm ơn em. Thực sự là khi nghe em lãnh đạo Trần Duyên chia sẻ thì chúng ta nhận được rất nhiều giá trị cả nhà. Những nhà phân phối mới, em Mai Lan thì cũng gọi là cũng là mới thôi. Thế nhưng mà những nhà phân phối mà mới vào thì chúng ta sẽ nghe những cái lời chia sẻ của em Trần Duyên thì chúng ta cũng hiểu được một phần. Nhưng nếu như là như em Mai Lan hay là như một số anh chị khác đã vào môi trường New Mây một thời gian rồi, chúng ta sẽ rất là thấm những cái lời mà em Trần Duyên đã chia sẻ. Mặc dù em rất trẻ nhưng em đã có cái quá trình mà em làm việc thực chiến và để có kỹ năng, đúng không ạ? Đấy, thì cái ví dụ như là bánh xe cuộc đời thôi cả nhà nhá. Đây, nhìn thấy bánh xe của cuộc đời ấy, nó rất là tròn và rất nhiều màu sắc với rất nhiều các ô chia ra. Nhưng chúng ta nhìn thế chúng ta chỉ biết là nó là cái bánh xe rất là tròn như thế thôi. Nhưng nếu chúng ta vẽ mà xem, chúng ta cầm bút và chúng ta vẽ, chúng ta tô màu cho từng cái bánh một trong cái bánh xe cuộc đời đó, từng cái nan một, thì chúng ta sẽ thấy là cái lời chia sẻ của lãnh đạo Trần Duyên nó tuyệt vời như nào và nó ý nghĩa như nào và nó thấm như nào cả nhà. Đấy, chúng ta vẽ mà xem. Ví dụ như là tiền thu nhập chúng ta bây giờ như thế nào. Đấy, và khi chúng ta hưởng thụ, chúng ta đi du lịch như thế nào, đã bao lâu rồi gia đình ta không được đi du lịch, đã bao lâu rồi chúng ta không được báo hiếu cha mẹ, đúng không ạ? Đã bao lâu rồi chúng ta không được có nghĩa là có những cái giá trị trong cái gia đình và những cái chia sẻ những cái nhiều cái giá trị khác nữa. Đấy, con cái học hành, ước mơ của mình như thế nào, đúng không ạ? Thì chúng ta vẽ bánh xèo cuộc đời mà xem, ta sẽ thấy là bánh xèo chúng ta cực kỳ méo, nó méo lắm mà nó bé lắm cả nhà. Đấy, thế nên là cái em cũng rất là tâm đắc cái chỗ chia sẻ của lãnh đạo Trần Duyên, thực sự là như thế.
và bản thân em cũng thế, em đang vẽ bánh xe cuộc đời của em và em thấy rất là khó khăn trong bước đầu mà khi mà em trong cái môi trường như bây 3 tháng 6 tháng 1 năm thực sự. Và cũng như chị Vy chia sẻ đó là cũng có những lúc là không phù hợp, 21 lo cũng không phải là giám đốc phù hợp đâu. Thực sự em nhiều lúc em cũng nói với lại em đội nhóm của em cũng như kiểu là an ủi bản thân em, đó là hãy làm việc như thể là không cần tiền, đúng không ạ? Đấy, hãy nhảy múa như thể là chẳng có ai xem, hãy hát như thể chẳng có ai nghe, hãy nhảy múa như chẳng thể thể là chẳng có ai nhìn. Đấy, mình là mình đi trồng cây lâu năm, nếu muốn nhìn thấy sự phồn vinh của mấy ngày thì hãy trồng hoa, muốn nhìn thấy sự phồn vinh của mấy năm thì hãy trồng cây. Và em đang đi trồng cây, em cứ xác định như thế, đi trồng cây lâu năm. Cây lâu năm phải 3 năm, 5 năm thì nó mới ra quả. Và khi nó đã ra quả thì nó không ngừng ra quả. Mình bảo cây ơi dừng lại đi thì cây cũng vẫn ra hoa và cây vẫn đâm hoa kết trái, đúng không ạ? Đấy, thì cái việc của chúng ta đó là việc trồng cây. Và chúng ta hãy như lãnh đạo Trần Duyên, vợ chồng lãnh đạo Trần Duyên, liên tục học tập, liên tục chia sẻ, đồng hành cùng với nhau. Thực sự là rất là tuyệt vời khi mà trong cái môi trường như mây mà có đôi vợ chồng là cùng nhau là làm việc. Đấy, cùng nhau hợp tác trong cái môi trường như mây. Đấy, thì rất là cảm ơn em Trần Duyên đã chia sẻ. Thì chúng ta nhớ những cái nội dung mà chúng ta có thể nốt lại những cái phần mà em Duyên đã chia sẻ. Đó là có những vấn đề gì khó khăn thì chúng ta hãy nhờ tham vấn của tuyến trên. Và ta không ngừng chúng ta học hỏi và chúng ta gọi điện cho tuyến trên, cũng như là cái nội lực bên trong. Đấy, nó rất là quan trọng. Và chúng ta hãy nghe những cái video hay những cái câu nói truyền cảm hứng. Và thực sự là chúng ta có những cái cảm xúc rất là khác sau cái phần chia sẻ của em Trần Duyên. Và chúng ta hãy cứ làm đi. Ta cứ làm để ta có kỹ năng. Ta phải thực chiến, ta phải lao vào thì ta mới biết. Vâng, chị Mai Lan ơi, sẽ đến phần chia sẻ của chị Nhường đấy. Sau đây xin nhường lời cho MC Lưu Huệ. Sẽ mời chị Thúy Nhường lên chia sẻ. Vâng. Dạ vâng. Một lần nữa xin cảm ơn lời như lời chia sẻ vô cùng quý báu của lãnh đạo Trần Duyên. Và sau đây để tiếp nối chương trình thì Huệ trân trọng kính mời chị Thúy Nhường, giám đốc 2 sao ở thị trường Xuân Trường Nam Định, sẽ lên chia sẻ cùng với gia đình chúng ta những phần chia sẻ về kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, đúng không ạ? Rồi là chăm sóc khách hàng một góc độ là một người phụ nữ và tuyển dụng những người phụ nữ ạ. Xin trân trọng cũng mời chị ạ. Chị bật mic lên chị ơi. Chị Nhường bật mic lên chị ơi. Chị chưa bật mic. Vâng ạ, em xin trân trọng kính chào tất cả các quý cô bác anh chị có trong phòng Zoom buổi tối giao lưu vinh danh và tôn vinh người phụ nữ Việt Nam nhân ngày 8 tháng 3 hôm nay. Thực sự thì nãy giờ em được nghe chị Vy cũng như là lãnh đạo em Duyên ấy chia sẻ thì em cảm thấy rất là hay và ngồi nghe như luôn lấy từng lời luôn. Em trước hết em xin lỗi là em có hẹn đến 10 giờ thì em lại phải có một cuộc hẹn, em đã hẹn rồi. Nên là em xin được chia sẻ 5 phút. Xong sau đó thì có gì thì sau cái cuộc vinh danh thì mọi người chia sẻ hỏi gì thì em tiếp tục có được không ạ? Vâng, em xin lỗi. Vâng, chị Nhường cứ tự nhiên ạ. Dạ vâng ạ. Thì lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào trân trọng tới tất cả các cô bác, anh chị có trong buổi Zoom hôm nay. Một lời chào, lời kính chúc sức khỏe ạ. Chúc cho cái buổi tối hôm nay thật là thành công và tất cả chúng ta đều có một cái niềm vui sau cái buổi tối hôm nay ạ. Vâng, và đặc biệt là cho em gửi lời kính chúc sức khỏe, lời yêu thương ngọt ngào nhất tới các bà, các mẹ, các chị và các em nhân buổi quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Chúc các bà, các mẹ, các chị và các em lúc nào cũng tươi, đẹp, rực rỡ như một bông hoa trong rừng hoa mà một nửa thế giới được chúng ta được tôn vinh đấy ạ. Xin mọi người cùng hoan hỉ và cho một tràng số 3 lên phòng chat ạ. Vâng, em xin cảm ơn lãnh đạo và cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho em có được cái buổi giao lưu chia sẻ gặp gỡ các cô bác anh chị trong buổi tối ý nghĩa này. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thúy Nhường, em là giáo viên tiểu học,
đến từ thị trường Xuân Trường. Và em cơ duyên em biết đến cái sản phẩm này từ năm 2000. Và sau cái quá trình trải nghiệm thì em thấy là cái sản phẩm này rất vi diệu và rất tốt. Em lắng nghe cơ thể và em thấy là bản thân mình trải nghiệm thì một số những cái vấn đề về sức khỏe của em nó được cải thiện một cách rõ rệt, và đặc biệt có những cái nó đã khỏi hẳn. Đó là khi cơ duyên đến với sản phẩm này, đó là lúc đó là vào mùa hè năm 2000 á, thì em không may là bị đau chân, đau đầu gối. Thế sau đó là em đau lắm, nhưng mà tính mình thì khi bị đau thì ít khi là chia sẻ với người khác, mà cứ hay là khóc thầm thôi. Thế là hôm ấy là em cũng nằm ở trong phòng ấy, rồi là cũng nhắn tin nói chuyện với bạn bè, trong đó có gặp lãnh đạo Tống Nga ấy, bây giờ là mất 3 sao của thị trường Xuân Trường ấy, thì cô ấy có chia sẻ đến cái sản phẩm này, và cô ấy chia sẻ thì em cũng lắng nghe thôi, chứ còn em chưa đón nhận. Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu thì em cũng đón nhận một non, sau đó thì em trải nghiệm. Sau kiên trì trải nghiệm nửa năm thì em thấy là cái hàm lượng canxi của em nó không bị âm nữa, và đồng thời là cái chân em khỏi đau. Cái tay tê bì của em là nó cũng không bị nữa, nó khỏi. Và đặc biệt là cái vai của gáy này đến thời điểm này là đỡ khoảng 90% rồi. Đấy. Và đặc biệt em lắng nghe cơ thể mình thì em thấy là cái sức khỏe của mình nó cứ tốt dần lên. Đấy, chính vì cái vi diệu của sản phẩm như vậy thì em đã tìm hiểu qua một số những nhà lãnh các lãnh đạo của tuyến trên của mình, như là em Duyên Bằng, chị Hương Hoàng Hương, rồi là lãnh đạo Kiều Chính Trị. Đấy, thì cái may của em là em được gặp các lãnh đạo người thật việc thật luôn, thì được nghe mọi người nói chuyện, rồi được nghe mọi người chia sẻ thì em có niềm tin luôn khi gặp mọi người. Đấy, thì cũng tâm sự thật với mọi người là trước khi em kinh doanh sản phẩm này thì bản thân em là một giáo viên, nhưng em cũng kinh doanh các mặt nhiều các lĩnh vực khác, em cũng làm thêm. Và bởi vì như mọi người đã biết là nếu mà một người trong nhà nước ấy, nếu mà mình mà chỉ làm công việc chính thì mình nguyên cái chuyện là chỉ có chi tiêu trong nội bộ gia đình đã là không đủ rồi, thì mà mình lại muốn mong ước có những cái giá trị về vật chất nhiều hơn để đảm bảo cuộc sống của mình, thì mình sẽ phải tham gia các cái lĩnh vực kinh doanh khác làm thêm. Đấy, thì bản thân em trước đó đã làm thêm rất nhiều các lĩnh vực, và cho đến độ tuổi này thì em cũng có những cái giá trị về vật chất như nhà xe rồi đất các thứ thì mình gia đình đều đã có. Đấy, thì đó là do một cái sự nỗ lực và một cái công việc làm thêm đó của em ấy, thì em cũng đam mê. Xong thời gian thì tìm hiểu và kinh doanh lưu mây, thì em thấy là ở trong lưu mây của chúng mình ấy, thì cái giá trị mình nhận được nó rất là nhiều. Đó là nhận được về sức khỏe, giàu có về sức khỏe, giàu có về tiền bạc, về vật chất ấy, nhưng mà nó lại còn giàu có về tinh thần. Đấy, nó mang đến cho mình một sự an lành. Đấy, không những là mình có vật chất mà mình lại có cả về tinh thần, an lành. Đấy, cái công việc này giúp được nhiều người, thì đó là cái mà em đam mê, bởi vì nó rất hợp với em. Em quan điểm sống của em là em thích là mình cho đi và mình mang nhiều niềm vui cho người khác. Cứ mỗi khi em mang niềm vui cho người khác mà em giúp được người khác thì về cái lòng em nó an và nó vui đó. Nên là cái công việc này nó phù hợp với em, nó rất phù hợp với em. Đấy, vì nó cũng như là nghề nhà giáo của chúng em, thì chúng em là công nghệ việc dạy học ấy, thì nó cũng giúp cho các em, rồi là mình dạy dỗ các em nó tiến bộ, hay là các em nó ngoan lên hay các thức bị, thì là mình rất là vui và nó hợp với cái công việc của em bây giờ là em thích. Em đang chia sẻ dở, nhưng có nghĩa là em xin nhường lại để cho ban tổ chức làm tiếp chương trình. Sau 6 phút sau thì em 5 phút sau thì em sẽ vào và em chia sẻ tiếp được không ạ? Dạ vâng, em xin cảm ơn chị Thúy Nhường. Dạ vâng ạ, em xin thoát ra và nát nữa em sẽ quay lại. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Em cảm ơn. Dạ vâng, em xin vâng ạ. Dạ vâng, chân thành cảm ơn chị Thúy Nhường. Và sau đây, không để cả nhà mình chờ lâu, sẽ là đến một cái tiết mục lễ tôn vinh các nhà phân phối đã đạt danh hiệu và thu nhập cao trong tháng 3, tháng 2 năm 2022. Em chia sẻ màn hình với chị Lan nhé. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, sau đây xin trân trọng kính mời các quý cô, chú, anh chị nhà phân phối hướng lên màn hình để chúng ta
cùng đón nhận và tôn vinh các nhà phân phối đã đạt danh hiệu cũng như là thu nhập cao trong tháng 2 năm 2022 ạ. Từ đó Huệ ơi, sao màn hình của chị chị ghi mất Hùng Hùng Trần đây này, chị toàn nhìn thấy Hùng thôi. Tôi để em xem cho, em xem màn hình cho. Toàn nhìn thấy Hùng cái từ đấy là toàn nhìn thấy Hùng thôi. À chị ra chị có nhìn lại Lai Châu nên ưu ái chị Lan ạ. Làm nào mà không chắc là được. Chị Lan ơi. Ơi. Chị ấn vào remote game đi, ở ngay cái chỗ đầu, chỗ em đang ghi ấy. Chị dùng máy tính hay chị dùng cái gì chị Lan Mai Lan? Điện thoại. Thì chị xe sang bên phải, sang bên trái đi để nó thoáng lên cái màn hình đấy nha. Bảo gì? Ơi bác Thủy ơi, từ nãy giờ là bác Lan, bác ngắm muốn bác Hùng thôi. Làm bảo người lại là chơi em ạ. Huệ ơi, có được đâu. Vẫn lại như thế Hùng đây này. Anh Hùng nhà em hôm nay hot nhất, chắc là anh muốn gửi lời chúc mừng chị em đấy. Cơ bản lâu lâu em không vào cho nên là nay chị ngắm bù như hôm trước. Không được, đây vẫn nhìn thấy Hùng thôi. Ấn vào cái chỗ, tìm một chỗ nào là remote game đi. Đâu, chỗ nào? Nó có cái hình đinh ghim ấy thì ấn vào đấy. Em có đâu. Thầy Huệ chia sẻ màn hình ghi của mình, để màn hình ghi là nếu mà xem ở màn hình của thầy Huệ đi, máy tính thì nó ghi là thì nó chỉ nhìn thấy anh Hùng với chị Lan thôi, hay nhìn thấy nhau. Máy tính của anh là chủ con hót mà. Mai chị Mai Lan sang đón anh Hùng nhà em, sang gặp lãnh đạo Hương với nhá. Đó, không biết nào mà sao lại cứ à đây từ làm nổi bật cho mọi người à, đơn xem nào có được không? Thế anh Hùng có nhìn thấy chị Lan không? Đây này vẫn cứ nhìn thấy Hùng, khổ quá đi mất. Làm sao đây? Chị cũng nhìn thấy Hùng cái này, Hùng còn đang đuổi muối đây. Được chưa chị? Chắc là báo cáo các bác hôm nay nhà em cung cấp giải pháp được 4 lon nên đang giao chỉ tiêu ngày mai 8 lon nên là anh lên sóng đấy. Dạ ơi, làm nào nhỉ? Đổi tên đưa vào phòng chờ, chỉ định làm đồng chủ trì. Thôi cứ để đi chị ạ. Thì ấn vào ở chỗ anh Hùng ấy, cái chỗ hình ảnh của anh Hùng ấy thì ấn vào remote game đi. Không có. Hùng lên đây này, cảm ơn bao lâu hôm nay anh nhé, giúp đỡ nhé rồi. Chị Lan Mai, thế thì chị vào cái chỗ đầu người đi, hai đầu người chị ấm lại đi, để chị thoát anh Hùng ra. Không phải là chị giả đây. Lan ơi, Lan A ra đi, nên Lan vào zoom lại là ok mà. À thế à, bằng thế em ra nhé rồi, em chết đây chị ơi. Đừng thoát được đâu, chị Lan thoát ra bây giờ là lại đấy. Chị Lan thoát ra bây giờ là phòng zoom tất. Em đừng chết, get out ra đi. Không, em không đồng chủ trì. Ở đây sao? Không, không sao. Lan out ra đi. Lan rời trên đời chúng em kết thúc nha. Chị ơi. Em chuyển cho ai là chủ trì nha, cho Huệ nhá. Huệ đi. Đây, chỉ định là... Không phải em rời ra là chỉ có người khác có thể rời và kết thúc. Đây, được rồi, em ra được rồi. Trời ơi, em chết đây. Ra chưa? Công nghệ đấy. Bây giờ chị ra được chưa? Đây rồi, admit vào rồi. Anh Hùng ơi, tối nay về có mất ngủ tí thì cũng thấy vui mừng nhỉ? Cũng lý do 8 tháng 3 mà. Ừ. Sự cố, ok rồi. Lắm, bao nhiêu phái mạnh ở bên này đang muốn như thế mà chả được. Đề nghị là bà đệm không được báo mai ông của thế kia đâu nhá. Không có nhà anh Hùng nữa, của thân chị Lan quá, ông chưa phát. Dạ vâng, xin kính mời cả nhà mình sẽ đến phần vinh danh của hệ thống M10G23. Sau đây là phần vinh danh các danh hiệu của trưởng phòng của tháng 2 năm 2022 ạ.
Vâng, chị mời chị Mai Lan. Vâng. Xin chúc mừng nhà phân phối đạt danh hiệu trưởng phòng tháng 2 năm 2022 Lò Thái Mạnh, mã ID 1800881. Vâng, xin chúc mừng tân trưởng phòng Nguyễn Thị Hậu, mã ID 1800928. Xin chúc mừng danh hiệu trưởng phòng tháng 2 Hoàng Thị Thùy Duyên, mã ID 1797534. Vâng, xin chúc mừng tân trưởng phòng Đỗ Tiến Vượng, mã ID 177252 ạ. Xin chúc mừng danh hiệu tân trưởng phòng Đào Văn Bình, mã ID 1797690. Xin chúc mừng ạ. Dạ vâng, một lần nữa xin chúc mừng tất cả tân trưởng phòng đã đạt danh hiệu trong tháng 2 năm 2022 của hệ thống M10G23. Một lần nữa xin chúc các tân trưởng phòng là tháng 2 nó có sức khỏe và hoàn thành xuất sắc các cái chỉ tiêu doanh số mà mình đề ra, nhanh chóng cán đích năm sao vàng ạ. Vâng ạ. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với danh hiệu giám đốc 1 sao trong tháng 2 năm 2022. Vâng, em xin chúc mừng giám đốc 1 sao Nguyễn Thị Kim Vân, mã ID 1548617. Xin trân trọng chúc mừng chị ạ. Dạ vâng, xin trân trọng chúc mừng cô Nguyễn Thị Kim Vân ạ. Và sau đây là đến phần vinh danh thu nhập tháng 2 năm 2022 ạ. Xin mời chị Mai Lan ạ. Xin chúc mừng nhà phân phối giám đốc Lưu Huệ, mã ID 1712603, đạt thu nhập tháng 2 8,2 triệu đồng. Xin chúc mừng. Dạ vâng, xin chúc mừng nhà phân phối Phạm Thị Thúy, mã ID 1747853, đạt thu nhập 8,2 triệu. Xin chúc mừng chị. Xin chúc mừng nhà phân phối Nguyễn Thị Hồng Hạnh, mã ID 1747031, thu nhập tháng 2 8,5 triệu đồng. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng nhà phân phối Đồng Thị Lan, mã ID 1666470, đạt thu nhập 9,5 triệu trong tháng 2 năm 2022 ạ. Vâng, xin chúc mừng nhà phân phối Phạm Thị Hồng Gấm, mã ID 1586066, thu nhập tháng 2 13 triệu đồng. Xin chúc mừng chị. Xin chúc mừng nhà phân phối Giàng A Của, mã ID 1726110, đạt thu nhập 15 triệu. Xin chúc mừng nhà phân phối Nguyễn Thị Thanh Thủy, mã ID 1639422, thu nhập 28 triệu đồng. Xin chúc mừng. Vâng, xin chúc mừng các nhà phân phối đạt thu nhập cao trong tháng 2 năm 2022 ạ. Dạ vâng, phần vinh danh tháng 2 của các nhà tân trưởng phòng, tân giám đốc 1 sao và vinh danh thu nhập đã kết thúc ạ. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các nhà phân phối của chúng ta. Chúc các nhà phân phối luôn có sức khỏe tốt và nhanh cán đích năm sau ạ. Chị Thúy Nhường đã vào phòng Zoom. Sau đây xin mời chị Mai Lan có thể đặt câu hỏi để giao lưu cùng với chị Thúy Nhường ạ. Vâng ạ, em xin có đã có mặt ạ. Vâng. Em xin chào mừng sự trở lại của chị Thúy Nhường. Vâng ạ. Thì bây giờ em mới có dịp được giao lưu cùng với chị Thúy Nhường. Vâng ạ. Khi mà nhìn thấy chị thì em nhớ đến thủ lĩnh Ngô Thị Tuyển, chị Đinh Thị Đoài ở thị trường Xuân Trường Nam Định, đúng không ạ? Dạ vâng. Đúng chị. Vâng. Dạ vâng. Và chị Thanh Hoa nữa cũng đều là giáo viên mầm non, đúng chị? Đấy. Dạ vâng ạ. Thì đối với lại những cô giáo mầm non ấy thì em rất là khâm phục, thực sự là khâm phục vì là cái chị giáo viên mầm non cũng như giáo viên tiểu học thì cái sự vất vả, thực sự là cái sự vất vả đấy. Và lúc đầu em cũng nghĩ là khi mà các chị đi môi trường này thì các chị cũng đều có một câu là tôi bận lắm tôi không tham gia được, đúng không ạ? Em cũng nghe tất cả các thủ lĩnh đều chia sẻ như vậy,
Vâng ạ, thì khi mà chị đến với lại môi trường New May này thì chị đã bắt đầu như thế nào? Em muốn biết là cơ duyên của chị khi đến với lại New May, chị có thể chia sẻ ngắn gọn ạ. Vâng. Vâng, cũng thưa tất cả các cô bác anh chị cũng như em nói lúc nãy đấy, là cái cơ duyên để em, mọi người nghe thấy không ạ? Cái cơ duyên để em đến cái sản phẩm này đó là một lần vào mùa hè năm 2000 là em không may bị đau chân, em không đi được, thế là em phải lên trên Hà Nội để em chữa. Sau khi em chữa một tháng thì hết gần 30 triệu ấy, thế là em về thì được khoảng nửa tháng sau thì nó lại đau trở lại. Quả thật là từ khi em bước chân đi lấy chồng cho đến khi đến thời điểm này là em nói thật sự là em là cô giáo thật, giáo viên thật, nhưng mà em đã tự bảo với mình là sao mình ngu thế. Lý do là mình chỉ lao đầu vào công tác chuyên môn và lao đầu vào công việc làm để kiếm tiền, còn lại là mình cũng không hề để ý đến chính cái sức khỏe của bản thân mình. Cho đến một ngày mà chân mình đau như thế, về sau khi đi vào cái lĩnh vực sản vào New May này và uống dùng cái sản phẩm này thì em mới tìm hiểu ra và nghe các như giáo sư Vũ Bằng phân tích, và khi tìm hiểu về sản phẩm này thì em mới ngộ nhận ra một điều là ôi thế là mình bị cho cơ thể mình thiếu canxi trầm trọng rồi. Thế đi kiểm tra, đợt đấy có một đoàn của trên bộ về trường để kiểm tra sức khỏe cho giáo viên ấy, thì em đo thì em bị thiếu âm 2 độ canxi. Thì người ta bảo em thiếu quá rồi, thì quả thật đúng đấy, đúng như học mình học luôn, đúng như mình cái về sản phẩm luôn. Đó là hai chân em đau và nó đã có hiện tượng bò bò ở trong cái ống chân ấy, như giòi bò ấy. Đấy, xong bắt đầu là cứ một năm thì khoảng vài lần là nó cứ bị chảy cái dịch ra, nó cứ sưng u lên như thế này này. Và đến thời điểm mạnh nhất là em không đi được, em không lên được cầu thang nữa. Đấy, thứ hai là cái tay phải của em nó tê dại ra. Nó tê dại ra là em nó cứ thuột nuột ra thôi, cứ giơ tay cầm cái gì như gần như là mình không cầm được, không giữ được. Đó, nữa là đêm đến là hiện tượng mất ngủ, em không ngủ được. Đấy, thì lúc đó em mới khi vào càng học sâu, nghe em mọi người chia sẻ về sản phẩm này, với lại tìm hiểu, đúng là thì từ khi em đi vào cái lĩnh vực này, cái hay là cái giá trị mà em biết đến được đó là mình chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình trước, rồi đến cho gia đình mình, và mình hiểu về cái kiến thức về sức khỏe, và mình thấy là mình đúng là mình thiếu hụt nhiều quá. Mình cứ nghĩ như những người ngoài người ta nói là cô giáo thì tất chắc là cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, nhưng thật sự là mình đã bỏ rơi cái sức khỏe của mình cho đến khi gặp cái sản phẩm này, và em đã lấy lại được cái sức khỏe của em từ khi em gặp được cái sản phẩm này. Vậy chính vì em uống, và em là người rất tự trọng lắm, khi em dùng một cái sản phẩm gì ấy, là em phải tìm hiểu cực kỳ kỹ lưỡng và thận trọng. Đấy, rón rén như dùng sản phẩm này, em dùng đầu tiên em chỉ dùng có 50. Đấy, rồi em lắng nghe cơ thể hàng ngày. Đấy, rồi bắt đầu em dùng hết non thứ nhất, rồi đến non thứ hai, thứ ba, rồi bắt đầu dần dần em thấy nó tiến triển thật sự, để bắt đầu em mới dùng. Và trong quá trình dùng thì em lắng nghe xem cơ thể mình sức khỏe như nào, thì đúng là cái hiện tượng mà đào thải và chuyển hóa nó đúng như là trong mình học luôn. Đấy, trừ trung tiện rồi là mình thấy mình đi tiểu tiện cũng như đại tiện, hay là cái giấc ngủ của mình thế nào nó dẫn đến đúng như thế luôn. Đấy, rồi là tiếp tới là cái chân mình nó không đau, cái vai cổ gáy nó đỡ, và đặc biệt cái tay này nó không tê nữa. Thì đấy là cái mà em thấy là đúng là tuyệt vời. Và chính nó tốt như vậy, cái sản phẩm có tiếng nói như vậy, thì bắt đầu em mới nghĩ là em sẽ chuyển cái lĩnh vực kinh doanh các cái khác. Em đến thời điểm này ấy, còn trước kia thì em vẫn cứ song hành, em làm tất cả luôn. Nhưng đến thời điểm này thì em thấy là yêu cái sản phẩm này thật sự. Từ yêu cái sản phẩm này và em đi vào đấy, em kinh doanh thì em được gặp gỡ các cô bác anh chị đã đi trước. Đấy, rồi là khi mình xây dựng hệ thống thì mình lại chia sẻ giúp được các cô bác anh chị khỏi bệnh, và người ta mình nhận được những cái lời cảm ơn, lời biết ơn. Có những cụ già thương lắm, tức là ở quê em ấy, là thực sự là ở quê em ấy thì và cái người Việt Nam mình nói chung ấy mà, thì từ trước đến giờ như mọi người biết là người ta chỉ có làm và tích cóp đồng tiền, khi đồng ăn không dám ăn tiêu, không dám tiêu. Ở trong có nhà có khi có rất nhiều vàng, có rất nhiều tiền, nhưng mà để mà chăm lo hàng ngày ăn uống mua bán các thức để mà ăn vào để gì thì người ta không, mà người ta để đấy để phòng về sau khi già thì người ta chữa bệnh. Đấy, đấy là cái tâm lý chung như vậy. Và khi hầu như ở quê em là các cụ già là bây giờ đau chân tay là đau yếu nhiều lắm, đau như đau hết, đau không đi được. Nhưng khi em chia sẻ sản phẩm, có những cụ già thốt lên: trời ơi, sao nó tốt như thế này mà giờ tôi mới biết, giờ sao giờ cháu mới bảo bà, giờ cháu mới bảo cụ. Đấy, xong có những người cứ gọi điện hàng ngày, bây giờ em cứ bận bịu suốt ngày bởi vì những cái lời gọi điện cảm ơn ở kia. Nhưng mà mọi người ạ,
để mà tham gia cái công việc này song hành cùng với công việc chính mà em đang làm giáo viên tiểu học ấy, nó rất là bận rộn, chứ nó không như những cái giáo viên cấp 2 hoặc là trung học hoặc là trung học phổ thông đấy, thì người ta dạy theo tiết thì người ta đỡ hơn, nhưng bọn em nó như con mọt luôn, dạy từ sáng đến trưa trừ tư đến tối đấy. Mà ngoài ra các em chúng em còn tham gia tất cả các công việc khác thì mình về nhà tối đến phải chấm trả bài rồi các kiểu, bận rộn lắm đấy. Nhưng mà thực ra thì khi mình yêu công việc rồi thì mình phải tự sắp xếp làm sao cho nó phù hợp bản thân mình sắp xếp, bởi vì từ trước đến giờ thì em cũng được mọi người đánh giá là một người nhanh nhẹn năng động em, bởi vì ngoài không công việc chính đến bên ông ấy em đã tham gia nhiều các kinh doanh khác rồi, nên em đã sắp xếp rồi, nên là nó cũng không có gì là khó khăn. Chỉ có điều là với New May thì em thấy được cái giá trị của nó rất là nhiều, nên là thực sự là em trong cái buổi hôm nay đấy, các cô bác anh chị, nhất là các chị em phụ nữ mình ấy, em nghĩ là mình nếu ai đã uống sản phẩm rồi thì cũng sẽ như em, nhưng còn người chưa uống sản phẩm này thì các cô bác anh chị nên dùng sản phẩm này. Đấy là cái lời khuyên thứ nhất. Cái lời khuyên thứ hai là mình nên tham gia để làm sao để mình chia sẻ. Em đi như em thì em có nhận rất nhiều thuận lợi. Khi em vào em làm cái công việc này thì thực sự là mọi người là em chia sẻ đến ai thì mọi người rất là đón nhận. Đấy, rất là đón nhận. Đấy, bởi vì thực ra thì từ trước giờ mọi người biết tính em cẩn thận. Khi em đã uống rồi, em đã chia sẻ rồi, em đã lan tỏa sản phẩm thì chỉ có tốt. Đấy, nên là mọi người hầu như em đi đâu chia sẻ. Lúc đầu thì em nghĩ là ôi dồi, bán một tháng mà được 31 lon thì thật kinh khủng, sao mà bán được. Đấy, mà nó đắt như thế này. Đấy, nhưng khi đến em bước và em chia sẻ thì quả thật nó có cái hay ở cái nữa là cái sản phẩm này nó là sản phẩm biết nói và sản phẩm nó lại biết đi nữa. Lý do là mình chia sẻ cho cái anh cốc này. Đấy, thì anh cốc này mình chăm sóc anh hiệu quả rồi, anh tốt rồi, tự anh ấy lan tỏa đến anh chén các kiểu. Cứ thế người ta tìm khách cho mình. Và đến bây giờ em nói thật các chị nào, tuần trước đây em bị F0 đấy. Em nằm ở nhà có một, em nhớ hôm nay là 4 ngày, em tính 4 ngày. Mà em đi 10 thùng sữa. Bây giờ em không đi theo lon, mọi người không đợi lon đâu, mà mọi người gọi lấy theo thùng. Đấy, có người gọi lấy 2 thùng hay gọi 3 thùng, có người lấy 1 thùng, còn không bao giờ gọi, ít nhất là lấy 3 lon. Đấy, thế này mình, em thấy cái sản phẩm nó hay, và khi mình chia sẻ như vậy mình lại được đón nhận, đó là cái lời cảm ơn, lời biết ơn, thì em cứ cảm giác như mà mình đang đi làm phúc ấy. Đấy, em đi làm phúc ấy. Còn lúc đầu em khi em bán, em đi xác định em làm ấy, là em đăng bài trên Facebook, Zalo chẳng hạn, hoặc là em chia sẻ ngoài, nhiều người rất lo lắng cho em, bảo là mày cẩn thận đấy, cái đấy tao nghe nói là nó đấy là kinh doanh đa cấp. Đấy, cái hai là cái đấy giả nhiều lắm. Đấy, từ người thân cũng lo lắng cho em, rồi bạn bè mọi người đều nhắn tin và bảo. Và cuối cùng em tin vào cái niềm tin của mình, từ cái trải nghiệm của mình, và em tin vào sản phẩm, và em được gặp người thật việc thật, gặp lãnh đạo Thiếu Chính Trị, gặp lãnh đạo Ánh Này, gặp lãnh đạo Hoàng Hương, gặp lãnh đạo Duyên Bằng đấy, rồi là một số những người đi trước ở đây, em gặp người thật việc thật là em tin rồi, không có chuyện lừa đảo. Còn lúc trước em cũng rất cảnh giác, em cũng sợ đấy, đến nhưng bây giờ là em có một niềm tin tuyệt đối đấy. Và em thấy là ngoài cái việc trải nghiệm sản phẩm rồi thì mình nên đi chia sẻ để giúp đời, giúp người, để nhiều người biết đến sản phẩm, để mình giúp cho người ta, nhất là các cô bác là phụ nữ, các cụ già ấy, là người ta đau yếu ở quê em khổ lắm, hay là các bạn của em bây giờ tầm tuổi em là đau yếu hết rồi, đau chân đau tay, mình mở rồi đừng kêu ra lắm rồi, khổ lắm, nếu mà không biết đến sản phẩm này đi chữa bệnh cái tật tốn kém lắm đấy. Nên là mình làm cái việc này em luôn luôn nghĩ trong người mình là mình làm việc tốt, mình làm việc tốt, mình giúp đời giúp người. Thế là khi em đi chia sẻ là em mang một cái tâm thái như vậy. Đấy, nên là em khi như thế, nên là chính cái lời nói của mình đến đâu là nó có giá trị đến đấy và được đón nhận đến đấy. Hầu như cái lời chia sẻ của em đi đến đâu em chia sẻ xong là mọi người đón nhận. Và khi mọi người đón nhận rồi thì em lại có một cái sự tỉ mỉ hơn. Đó là em chăm sóc khách kể cả 1 lon, 2 lon em không ship hàng đâu. Em đến tận nhà. Đôi khi cái thật xa vợ chồng em đi ô tô đến chỉ có 1 lon sữa hạt, 2 lon sữa. Nhưng em đến tận nhà. Sau đó em chia sẻ, em dặn dò, em chăm sóc. Đấy, và em chăm sóc như vậy thì người ta rất là thích mình, người ta không những uống, người ta ăn, người ta được khỏe lên về người ta uống vào trong người, mà người ta còn khỏe lên về cái tinh thần mà mình chăm sóc người ta. Người ta được động viên, được an ủi, nhất là những người cô đơn. Đấy, những người có khi những có bệnh tật trong người họ không dám nói ra với ai, nhưng khi gặp mình được mình chăm sóc, mình chia sẻ, người ta được động viên về tinh thần, thế là mình thêm người, thêm bạn. Đấy, rồi đội nhóm mình xây dựng nên cũng thế, mình những cái người trong đội nhóm của mình ấy, mình coi như anh em ruột thịt trong nhà luôn. Các cô bác anh chị ạ, em có một chị nhé, tức là khi chị là cô đồng
Đến khi em chia sẻ cho chị không đón nhận nữa, năm sau chị mới đón nhận. Chị này là quân đồng nhưng em rất quý chị, bởi vì em cũng theo chị nhưng khoảng 10 năm thì em để ý là chị này chị chuyên đi làm phúc. Chị kiếm được đồng tiền thì chị toàn đi cứu người rồi. Thế là em thương lắm thì em chia sẻ cho chị. Thế nên 10 năm sau chị đón nhận. Bây giờ từ hôm tháng 3 năm ngoái đến giờ là chị đón nhận. Em thấy lúc nào chị cũng được tầm gần 20 triệu một tháng đấy. Các cô bác anh chị ạ. Đấy. Chị làm mà chị cũng là cái người có tâm cho đi, nên là chị thích công việc này lắm. Lắm hôm 10 giờ 11 giờ đêm từ Xuân Trường em lên đến gần Nam Định tầm khoảng gần 30 cây số. Chị cứ đi xe máy vậy gần 60 tuổi rồi. Em thương vô cùng, gọi điện thì đang trời mưa tầm đã. Chị đang đi bán sữa đây, đang đi chia sẻ sữa đây. Em bảo thế, về nhà em ăn cơm nhá, em nấu cơm cho về em. Ủa thương lắm. Thế là các tuyến dưới của em bây giờ, những người mà em tuyển dụng mà những người em chia sẻ đón nhận đi chia sẻ với em coi đúng như ruột thịt nhà em luôn. Đấy, nên như vậy thì em thấy là khi mình làm cái công việc này nó hay lắm. Đó là mình vừa được giá trị về sức khỏe này. Đấy, về vật chất này là được tiền này. Này còn về tinh thần nữa. Đấy, các cô bác anh chị ạ. Xong đến khi là mình vào cái ngôi nhà như mây của mình thì những người tuyến trên của mình cũng như tuyến ngang, tuyến dọc ấy, là mọi người hầu như em thấy ai cũng có một cái lòng thiện, lấy cái tâm an này. Mà tính em ấy thì cái đặc điểm của em thì em rất thích những người sống hiền lành, tử tế. Đấy, em hay nghe pháp, em hay nghe pháp, em hay nghe giảng pháp. Đấy, rồi em thích những cái điều an lành. Đấy, thích sống, thích gặp gỡ, thích giao lưu với những người hiền lành, tử tế, em thích lắm. Đấy, rồi những người có năng lượng. Đấy, nên là phụ nữ của chúng mình thì em luôn nghĩ là mình là phong thủy của gia đình. Đấy, mình nên là còn một người phụ nữ vừa giỏi kiếm tiền. Đấy, năng lượng để cho chồng con phấn chấn trong cuộc sống. Nhưng mình cũng nên là một người phụ nữ hiền hậu. Đấy, nhu hòa. Để làm sao mà chồng con mình luôn luôn cảm thấy đi đâu làm gì đấy, nhưng mà về đến cái bến bờ của mình là được một cái sự yêu thương đấy, nhìn vào vợ với một cái sự yêu thương của cái người chồng, nhưng vẫn có một cái gì đấy, một cái sự lễ trọng đấy. Đấy, từ trong gia đình mình có tiếng nói, ra ngoài xã hội mình có tiếng nói. Nên thật sự mọi người là khi vợ chồng em lấy nhau đúng là hai bàn tay trắng, nhưng vợ chồng em làm đến ngày hôm nay đấy, thì mọi người ở xung quanh tuy nó cũng không với mọi người, những người giàu có, giàu sang khác thì có khi là không là cái gì, nhưng với rất nhiều người thì mọi người rất là ngưỡng mộ vợ chồng em. Bởi vì thực ra thì những cái gì cơ bản nhất trong cuộc sống thì chúng em đến thời điểm này thì vợ chồng em đều cũng đã có mặt từ hai bàn tay trắng, mọi người nhìn thấy rõ luôn đấy. Thế thì bây giờ ví dụ nhà em cũng có nhà trên Hà Nội, tuần cuối tuần đến là vợ chồng em lại về trên đấy để sinh sống ở trên đấy, ở trên nhà em trên Hà Đông. Đấy, những gì cần thiết thì mình mua sắm đầy đủ. Thế thì mình luôn luôn cố gắng trong cuộc sống như vậy. Đấy, mình luôn luôn cũng như em Duyên nói lúc nãy, em rất thích là mình luôn luôn có cái năng lượng tích cực. Luôn luôn phải có một cái năng lượng tích cực trong người mình. Và mình nghĩ theo hướng tích cực thì nó là tích cực. Đấy, như nói là vũ trụ là ở trên, chúng ta thấy là ở vũ trụ đấy, là em rất thích là người nói là mình có khi mà nó có cái lực hút ấy. Đấy, có khi cái lực hút ấy, mình nghĩ điều tích cực thì tích cực nó sẽ đến với mình. Đấy. Nên trong công việc làm New May này cũng thế, mình nghĩ cái tích cực thì nó ra tích cực. Vì mình có rất nhiều những cái áp lực, ví dụ như mình khi chia sẻ sữa, người ta bảo mình là sao mà đã thế, chúng mẹ ăn dày ăn mỏng thế, hay là người ta bảo là sữa ngoài này người ta bán có 1.800.000 mà bọn mày ăn như vậy thì bọn mẹ ăn mấy trăm nọ kia. Mình giải thích, người ta đón nhận, người ta không đón nhận nữa, mình hiểu là người này phúc không được hưởng rồi, đấy thôi mình cho qua, tiếp tục người khác. Đấy, khi tuyến dưới chia sẻ như vậy thì mình có năng lượng để mình nói lại, mình động viên tuyến dưới của mình. Thì em cũng cố gắng làm đều đấy, ngoài công việc sắp xếp công việc chính, công việc gia đình, rồi em làm thêm. Thì đến ngày nay thì em hiện đang là cấp bậc 2 sao, đặc biệt là cấp bậc thì em không quan trọng lắm, nhưng mà em công tác trong lĩnh vực giáo dục, như mọi người đã biết là đến nay em công tác là 31 năm, nhưng mà lương của em bây giờ mới được hơn 10 triệu đấy, lương chính ấy. Nhưng mà nếu là làm trong lĩnh vực New May này, nếu mình làm tốt thì có tháng mình kiếm được thu nhập hoa hồng của mình thì có nên tới hơn 20 đấy. Thì cái đấy là mình em thấy là mình giá trị của mình bỏ ra thì mình cũng được mang về thôi ạ. Vâng, đấy là chia sẻ thật từ tấm lòng của mình, từ những cái thật nhất của cuộc sống và những cái gì đã trải qua trong 2 năm qua về làm công việc New May, thì em cũng chia sẻ với mọi người như thế. Mọi người có gì thì kết nối với em qua số điện thoại của em, như ở đây chị Vi đã có đấy, số điện thoại của em là 096 39 8283. Em tên là Thúy Nhường và đó là tiểu học Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, thì trong quá trình chia sẻ thì có cái gì thì cũng rất là mong là các cô bác anh chị cũng thông cảm cho em nhé.
Dạ vâng ạ. Chị ơi, vâng. Dạ. Em rất là cảm ơn chị Thúy Nhường đã chia sẻ cái cơ duyên chị đến với lại New Bay và những cái giá trị nhận được cũng như là về sức khỏe cũng như là về thu nhập đúng không ạ, và về tinh thần như chị đã nói. Vâng, đúng rồi. Thực sự là bọn em cũng thấy là mỗi một lãnh đạo là có một cái cách chia sẻ và nhận được cái giá trị khác nhau, và tùy theo mỗi người thì nhận được cái giá trị như thế nào. Thì chị, vâng, em có thể hỏi chị một câu hỏi nhỏ xinh xinh, đó là chị chia sẻ đó là trong 4 ngày mà chị bị F0 ấy đấy, thì chị mà đi được 10 thùng sữa đúng không ạ? Đúng rồi. Em muốn hỏi chị khi có nghĩa là chị chia sẻ như thế nào, cái cách thức mà chị chia sẻ trong 4 ngày đó mà chị đi được 10 thùng như thế ạ? Vâng. À, có nghĩa là trong quá trình em bình thường thì em chưa đã đi làm chăm sóc các khách hàng của em ấy. Thế thì khi mà khách hàng của em ấy người ta dùng sản phẩm tốt thì người ta giới thiệu, có những người là người ta giới thiệu, có những người là kiểu là mối quan hệ thân thích, khi người ta bị F0 người ta gọi điện trực tiếp luôn cho em. Là bây giờ cô đang bị như thế này, đấy chị đang bị thế này, thì bây giờ làm thế nào? Thì em nói luôn là cái sữa này nó có những cái giá trị như vậy thì chị dùng đi. Vâng, chị dùng đi. Và chị em phân tích cho người ta thấy thì nói thật là trong thời gian vừa qua ở địa phương em bị rất là nhiều luôn. Bị F0 rất là nhiều. Và khi con người ta mà đã đến bên bờ giữa sức khỏe và cái chết thì mọi người ạ, thì mọi người người ta tiền của đối với người ta lúc đấy không là cái gì cả. Và người ta cũng muốn là có cái giá trị sức khỏe ạ. Đấy, nên là người ta rất là muốn là mình khỏe, dùng sản phẩm gì mà khi mình có niềm tin. Cái quan trọng là mình sống, em thấy là như cơ quan trọng ấy, mình sống là phải có niềm tin với mọi người. Và khi cái công việc này mà khi mình đã có niềm tin rồi, nó rất thuận, nó rất là thuận. Bởi vì mình làm sao? Mình đi chia sẻ sữa mang một cái tâm cho đi để giúp người. Em luôn luôn nghĩ như thế. Chứ không phải là vì mình chia sẻ để mang cái tâm là mình lấy được mấy cái đồng hoa hồng hay như thế nào. Nói thật sự, mọi người này em luôn luôn có một cái tâm như vậy. Đấy, nên là em không có ngại ngùng gì cả. Bây giờ tuyến dưới của em cũng nói với mọi người như thế. Em bảo là khi bạn chia sẻ với mọi người thì bạn đừng nghĩ bạn xấu hổ vì hay là bạn như nào cả. Ngay cả em nhé, lúc bắt đầu, khi bắt đầu em lò mò, em chia sẻ những lon sữa đầu tiên, cũng có người nhắn tin cho em với lại xì xèo nói, em nghe đến bảo là ý là đấy thì, ủi nhà nó đến nỗi nào đâu mà sao nó khổ thế nhỉ, tham thế nhỉ, phải đi là chia sẻ non sữa để tiền để đâu hết với nọ kia. Nhưng mà thực sự em nghe những cái lời đó em bỏ ngoài tai luôn. Và em nghĩ là cái chính những cái lời nói đó của họ ấy, thì em lại càng phải cố gắng để khẳng định cái sản phẩm của em là sản phẩm em nói nó tốt, là tốt. Đấy. Thứ hai là em làm cái việc này cũng không phải vì được cái tiền, nó chỉ là một phần nhỏ. Mà gì vì em đam mê cái, nó hợp với cái tính cách của em. Em thích mang cái tâm của mình cho đi giúp người. Với hơn nữa em cũng nói nhỏ là em cũng rất thích đến cái tuổi của em bây giờ, em rất thích những cái cuộc, cái thời gian còn lại của mình thì mình làm những điều thiện, điều tốt đấy, để cho mình, bản thân mình có một cái sự an lành. Và cũng về tâm linh thì em cũng muốn là mình làm những cái điều tốt có phúc ấy ạ, để tích phúc cho gia đình, cho các cháu đấy. Nên em thích, mà em thấy là ngài chủ tịch tập đoàn của mình chia sẻ mà cả chồng em lẫn em, và em cũng nói luôn ở đây là em để đạt được cái kết quả như này thì người chồng của em ấy, anh có một cái vai trò rất là đắc lực trong cái việc này, đó là giúp đỡ vợ. Anh ấy luôn luôn bên em và giúp đỡ em đấy, kể cả những lúc em chia sẻ, em gặp khó khăn với khách hoặc là với tuyến dưới hay tuyến trên thì em đều chia sẻ với anh ấy, anh tâm sự, hai vợ chồng động viên nhau. Đấy, rồi là đi đâu chia sẻ thì em có cái thuận hơn là chồng em lại công tác bên lĩnh vực y, nên anh có hiểu biết về cái kiến thức về y dược đấy, nên cũng có một cái vị thế cũng như là có một cái uy tín ở trong khu vực, nên là khi là vợ chồng em cùng đi chia sẻ đồng hành thì mọi người cũng rất là tin tưởng đấy, nên cũng là cái thuận hơn mọi người ạ. Em không dám nói về vấn đề kinh nghiệm đối với các chị, bởi vì các chị là những tấm gương, như chị Vi cũng đã chia sẻ, em luôn luôn là người học hỏi và em luôn khiêm tốn, lắng nghe, và em thích nhất là em nhìn vào người khác thì ít khi em nhìn thấy những cái yếu điểm hay là cái gì đó, mà em hay nhìn thấy cái tốt của người đấy, xong rồi em cố gắng học. Ví dụ bây giờ trong đầu em về công việc của làm New Way ấy, thì em luôn luôn nghĩ đến lãnh đạo Thiều Chính Trị này, em nghĩ đến lãnh đạo Ánh, lãnh đạo Hương này, hay lãnh đạo Diên này. Đấy, lúc nào đầu trong đầu em cũng nghĩ đến những cái người này đấy. Vậy em nghĩ là mọi người đi trước, đang đi trước mình đây, mọi người đang đi thì mình cũng đi theo thôi, mọi người đến trước mình đến sau, nhưng mà mọi nhìn cái tâm thái của mọi người với nhìn những cái tính cách của mọi người mình học tập. Em thích lắm, em thích những, nó thật sự là em rất quý, rất là quý trọng những lãnh đạo của mình.
những người đi trước mà em may mắn được gặp những lúc đầu em vào đấy là những người này thổi cái năng lượng cho em rất là nhiều. Chứ nếu mà không gặp trực tiếp những người này em còn nghi ngờ, em không tin sản phẩm đâu, em chưa tin sản phẩm để dùng, mà đặc biệt là em không tham gia công việc này ngay lập tức như vậy ạ. Vâng. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Vâng, cảm ơn chị Thúy Nhường. Dạ vâng. Trên phòng Zoom hình như là có chỗ chị Thuần cũng đang muốn đặt câu hỏi cho chị Thúy Nhường, mời chị Thuần ạ. Dạ vâng. Em rất hân hạnh được chia sẻ. Vâng, chị Thuần ơi, bật cam lên Thuần ơi, đặt câu hỏi giao lưu với chị Nhường nhé. Mời chị Thuần đặt câu hỏi giao lưu với chị Nhường ạ. Vâng ạ. Thuần em rất muốn. Vâng. Thuần ơi, bật mic lên Thuần ơi. Đây ạ. Đây, em thấy các chị vừa rồi chia sẻ rất là hay và rất là năng lượng. Thì em cũng muốn các chị chia sẻ cho em thêm về cái kinh nghiệm bán hàng cũng như là tuyển dụng nhé. Thì nói về kinh nghiệm thì nó cũng hơi hơi ấy một chút, nhưng mà nói về cái thực tế mình đã trải qua ấy mà, thì mình có một cái mà mình tâm đắc nhất ở trong công việc này, đó là cái ngài chủ tịch tập đoàn có nói đấy, khi biết được đến cái sữa này nó là chữ phúc, đi chia sẻ chữ đưa sữa này nó là chữ đức đấy, mình kinh doanh chữ này là chữ lộc, và đặc biệt là mình dùng cái sữa này nó là chữ thọ. Và khi mình đến khách hàng thì mình cũng hay nói câu này với khách hàng, cái tâm đắc của mình đấy, và mình cũng tâm đắc thật sự luôn đấy, mình luôn luôn vì cái câu này nó luôn luôn trong lòng mình là nó đầy đủ hội tụ bốn chữ phúc lộc, phúc đức lộc thọ đấy. Thế thì mình thứ nhất là những cái người khách hàng mà mình chia sẻ đấy, mình có đừng có ngần ngại như mình chia sẻ lúc nãy, mình đừng nghĩ luôn luôn nghĩ trong đầu mình là ôi ngại lắm, thì mình đã ngại rồi thì mình chia sẻ nó khó có năng lượng mà truyền tải đến người ta, mà mình phải luôn luôn mình thứ nhất là mình phải có một cái niềm tin, như bọn mình trước mình kinh doanh một số sản phẩm, người ta dùng từ là thiên sản phẩm đấy, lúc nào mình cũng yêu cái sản phẩm, nó thật trong phòng của mình đến này lúc nào cũng có sản phẩm đấy. Ví dụ là hôm trước chị thì lãnh đạo thủ chính trị hay là chị Hương về có bảo là em cái này tốt lắm, mình thế là mình cũng sử dụng luôn, đó là Colestem đi cùng với lại sữa đấy, thì đấy là mình thiên sản phẩm đấy, là mình tin tuyệt đối cái niềm tin của mình vào sản phẩm. Sau đó là cái về cái kiến thức học ấy thì mình lại có cái yếu ở cái chỗ là mình không thường xuyên tối đến vào Zoom được đâu đấy, cái vào Zoom là mình không có thường xuyên vào được, nhưng mà rỗi là mình vào, nhưng đặc biệt là mình lại rất là hay vào những cái nhóm chia sẻ của các anh các chị đi trước ấy, là cũng hay gửi cho để mình đọc, mình nghe một lần chưa hiểu, mình nghe lần thứ hai, mình cứ để đầu giường mình nghe trong lúc mình đi ngủ ấy đấy, rỗi lúc nào là mình nghe, ai đến lớp rảnh rỗi những cái giờ tiết phụ là mình nghe, mình hiểu đã, mình phải hiểu đấy. Và trong khi mình đi chia sẻ với khách hàng thì mình phải có kiến thức, đó chắc chắn là phải có kiến thức đấy, những cái hiểu biết của mình để mình chia sẻ nó phải mềm dẻo, chứ không phải ai cũng như ai. Mình không cần phải đến nhà khách hàng cái là mình cứ tương hết ra cái năm thành phần đấy, người ta đau chân thì mình nói về cái hàm lượng canxi đấy, người ta đau dạ dày, đau dạ dày hay là bị đại tràng thì mình nói về cái lĩnh vực dạ dày đại tràng đấy, mình nói đúng chúng thì người ta nghe đến đâu thì mình lại đón nhận luôn. Thì mình kinh nghiệm như vậy, đừng nói lan man, không phải theo cái bài học cứng nhắc là cứ đến nhà ai cũng mang cái năm cái thành phần là nói từ đầu đến cuối, nói như là học thuộc mặc lòng vẹt, không nên. Mình nói theo cái tâm yêu thương, cái tâm cho đi, tâm giúp đỡ, thì mình thấy là nói thật là mình 10 người mình chia sẻ thì 9 người đón nhận luôn đấy, rất ít người từ chối của mình. Vâng, đấy đấy là cái kinh nghiệm của cái chia sẻ. Cái kinh nghiệm thứ hai là cái về cái tuyển dụng thì nói thật là ngay chiều hôm qua này, ngày trước mình bảo là để tuyển dụng người đó là một vấn đề, làm cả một cái quá trình, cả vấn đề tuyển dụng người, đưa người ta vào làm thẻ cho người ta, nhưng quan trọng người ta có đồng hành và đi với mình không, đấy là cái quan trọng nhất. Ngay chiều hôm qua mình đang nằm ở nhà thì lập tức có một em, hôm trước mình đi gội đầu gặp em, thì em làm ở công an huyện, thì mình bảo là em có thích kinh doanh cùng chị không, cũng thì nói hỏi làm gì nọ kia, thế là thế thì xin số điện thoại, mình đi đến đâu mình gặp người nào thì mình cảm thấy hợp mình nói chia sẻ người ta, mà người ta cảm thấy hợp với mình thì mình xin lập tức xin luôn số điện thoại và lưu số điện thoại đó trên điện thoại của mình luôn đấy. Xong rồi đã về mình kết bạn, sau đó trong quá trình kết bạn thì về nhà mình cũng chịu khó đăng bài trên Zalo, trên Facebook, mình đi đến đâu mình chia sẻ, mình bán hàng thì mình đăng luôn lên cho mọi người nhìn. Thế nhưng mọi người bây giờ mình có ai nói về gì được về mình đâu,
là bởi vì nếu nói thị trường Xuân Trường và thị trường Hải Hậu nhé, nói đến nó sữa Alpha thì biết mọi người đều hỏi có phải sữa của chị Nhường không, vì lý do là mình bán cái lượng hàng rất là lớn và mình bán đến đâu ngày nào mình chia sẻ ngày đấy. Đấy, mình chia sẻ các công dụng tác dụng, mình chia sẻ tất cả, hầu như mình bán hàng trên Zalo và Facebook cũng được nhiều lắm đấy. Những người khách hàng xa người ta thường gọi điện hỏi han về tư vấn, sau đó người ta mua đấy, không phải hẳn người quen đâu ạ. Và trong quá trình mình tuyển dụng bây giờ, kể cả mình tuyển dụng người lạ bây giờ, hôm vừa rồi có một người ở thị trường Hưng Yên là cũng đã tự gọi điện cho mình hỏi tư vấn và đã lấy của mình 3 thùng để chia sẻ rồi. Và hôm ngay chiều hôm qua là một em bé công an, hôm trước mình kể đấy, mình đi gội đầu mình gặp em và mình xin số điện thoại luôn, và mình về trong quá trình mình đăng hàng bán hàng thì em đã nói là hôm qua là em xin chị chia dành cho em ít phút để chia sẻ cho em cái công việc của chị và em muốn làm cùng chị đấy. Đấy thì mình cứ làm như thế thì mình tuyển dụng theo cái kiểu như vậy. Có những em mà mình quen, mình muốn em nó cùng làm với mình ấy, thì có những em, có những khách hàng đấy, nhà phân phối đấy, đến bây giờ mình ngẫm lại, đúng từ lúc mình vào cho đến bây giờ người ta mới nhận lời làm thẻ với mình đấy. Lúc đầu người ta không có tin, không làm, nhưng trong quá trình người ta theo dõi mình cứ tiến triển, mình cứ đi con đường của mình cứ đi, người ta nhìn mình đi, có khi lúc này người ta chưa đồng ý, nhưng đến sau một thời gian người ta thấy à, như vậy là mình lúc đầu mình nghĩ như vậy thì người ta không đúng, bây giờ mình thấy người ta đang đi như là diều gặp gió thế kia, cứ gì mình không theo đấy, tự dưng là người ta tự muốn xin làm với mình thôi. Thì thời gian đang lúc này đây là mình đang được gặp những cái thuận như thế. Và kinh nghiệm là mọi người nên là đi đến đâu thì cũng có những cái gặp gỡ khách hàng mình chia sẻ luôn, và mình xin số điện thoại mọi người nhé, xin số điện thoại mình kết bạn Zalo luôn, xin bạn Zalo kết bạn Facebook luôn, như mình thì mình thế. Sau đó quay là mình hàng ngày có thể là mình cũng chia sẻ một số cái chúc buổi sáng này, rồi những ngày ví dụ phụ nữ 8/3 mình gửi những cái biêu thiệp qua Zalo và qua điện thoại chẳng hạn, chăm sóc bằng cái hình thức như thế ạ. Rồi dần dần lúc đầu 1-3 tháng sau người ta theo dõi, người ta kết bạn mình, người ta thấy mình làm ăn nó vẫn tiến triển rồi bán hàng rất đấy này, thì tự dưng người ta thích và mới có khi lúc đó nó bắt đầu người ta theo mình. Có những người đúng 2 năm sau đến giờ mới theo ấy. Vâng. Đấy, mình cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm gì cả. Thực tế thì mình chỉ nghe này cảm thấy rất là có năng lượng, rất là thích. Vâng, đúng là đến giờ mình cũng rất năng lượng. Từ lúc vào giờ thì mình rất là năng lượng. Vâng. Năng lượng với cái công việc mình đã chọn. Và làm cái gì mọi người bảo mình có duyên bán hàng, nhưng thực cái duyên đấy không phải là cái duyên là nó tự trời nó rơi xuống đâu mọi người ạ. Cái duyên bán hàng đấy là mình nghĩ nó hội tụ rất là nhiều đấy. Mình đã chọn như mọi người để ý nhé, cùng 3 cái bà bán 4 như kiểu gì mình cũng làm ngó cái mặt mình chọn một bà, chứ không phải mình xa luôn một cái bà đấy. Vậy thì tại sao mình lại chọn cái bà đấy? Thì mình lại phải tự ngẫm từ mình ra để mình khi mình đã là một người bán hàng thì mình lại phải như thế nào. Mình đi mua hàng mình thích người như thế nào thì cái người khi mình đi bán hàng thì cái người đấy mình lại đặt cái vai trò người đấy. Có đúng không ạ? Vâng. Mọi người cứ nghĩ mà xem có đúng không? Như em ra chợ em mua đồ ăn, em phải nhìn cái người nào sạch sạch sẽ em mới dám xả, và còn người nào nhìn bẩn bẩn nhất nhát, nhìn nick thách thì em khiếp không dám vào. Ví dụ vậy. Thế thì bây giờ mình đi mình bán hàng không vậy? Cái người nào người ta thứ nhất là người ta bán hàng đấy, cũng 3 người ngồi cạnh nhau, nhưng 2 người kia ngồi không, chả ai đến mua, nhưng cái người có kia người ngồi kia là người để ngồi vào một cái góc thôi, nhưng mà mọi người cứ mua tới. Đấy. Thế thì cái nhiều khi treo tròn đi thấy cái người này cứ bán hàng tới thì người ta nếm cái người này. Thế thì mình cái Zalo và Facebook của mình đấy là cái kênh thông tin mà mình có thể là đến bây giờ thì là cái thông công nghệ thông tin nó cũng rất quan trọng, mình nên cập nhật. Như em là em bán hàng trên Zalo và Facebook, người từ người quen của em cho đến mọi người là theo dõi rất nhiều, nên mọi người cứ bây giờ cứ nói đến em là kể cả vì em kết bạn trong cái bạn Facebook của em có tới 5,000 người theo dõi đấy, thì mọi người cứ hỏi nhé, đến kể cả những hôm rồi tuyến dưới của em một người thì số người đi chia sẻ mọi người à, đi em đi đến đâu người ta cũng hỏi sữa của chị à, em bảo đúng rồi em là sữa của chị Nhường đấy. Thì bắt đầu buồn cười như thế. Mọi người nhé. Cảm ơn chị, rất là tuyệt vời. Vâng. Em sẵn sàng giúp mọi người, nếu những cái gì mà em có trong tầm hiểu biết của em, mọi người cứ cần gì mọi người kết bạn Zalo với em nhé. Cái số đuôi 83 em vừa đọc chính là số Zalo của em đấy ạ. Nguyễn Thị Thúy Nhường đấy ạ. Dạ vâng. Vâng, chào chị. Và em cũng rất là mong muốn được kết bạn với các cô bác anh chị nhé. Hôm nay được kết bạn với em về rồi đấy. Xin cảm ơn. Thế mạng rất thù cho vui. Vâng, đúng rồi ạ. Trong môi trường như hôm nay là như vậy. Dạ vâng. Theo đúng tinh thần là chiến lược nhân pha. Và cũng như tối hôm nay về đưa ra chương trình là kiến tạo cơ nhân nhân pha. Thì thông qua sự chia sẻ của chị Thúy Nhường, chia sẻ của Leo Trường Duyên và chia sẻ của cô Vi, chúng ta đã biết rằng là công việc của chúng ta là đang hàng ngày hàng giờ làm những việc nhỏ. Chúng ta đang đi kiến tạo một doanh nghiệp cho chính chúng ta. Chúng ta đi giúp mọi người xây dựng một doanh nghiệp cho cộng đồng. Thì cái nội dung ngày hôm nay chính là kiến tạo một doanh nhân Alpha. Thì tất cả chúng ta đi làm kinh doanh thì đều là nhân.
và chúng ta đang hàng ngày hàng giờ chúng ta đang nâng tầm giá trị cho chính chúng ta và nâng tầm giá trị cho những người mà chúng ta làm sao cùng hợp tác, cùng chia sẻ, và quan trọng hơn chúng ta đem lại cái giá trị cho rất nhiều khách hàng về sức khỏe, về tinh thần và cả về thu nhập. Một lần nữa Huệ xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng quý báu của chị Kính Nhường, của lãnh đạo Trần Duyên và lãnh đạo Vi. Huệ xin thay mặt ban tổ chức buổi tối ngày hôm nay là xin gửi lời chúc sức khỏe tới lãnh đạo Nhường, lãnh đạo Vi, lãnh đạo Trần Duyên và toàn thể các quý cô, chú, anh chị nhà phân phối một lời chúc sức khỏe. Và cho Huệ xin gửi lời chúc tới tất cả các bà, các mẹ, các chị, các em là một nửa thế giới. Những lời chúc tốt đẹp nhất, lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thời gian cũng đã muộn rồi, thì Huệ xin phép là cả nhà mình cùng nhau bật mic lên và cùng nhau chào và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất. Và chúng ta chuẩn bị kết thúc phòng Zoom ạ. Vâng. Chào tất cả nhà.